lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 231, cùng mất tích. Tần Nhã Đan và Lệ Quốc Minh liên thủ. Đây là việc khiến cho Tô Yên không khỏi bất ngờ. Tô Yên tạm thời không suy đoán, cô trở về bàn bạc lại với Lục Cận Phong. Quay lại bệnh viện, Tô Yên mới biết được là Lục Cận Phong đã vào phòng phẫu thuật, đêm nay anh chuẩn bị phẫu thuật. Sa Thành Nghị đã khử trùng toàn bộ thân thể và chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Anh Sa, Tô Yên gọi anh ta, sao lại đột ngột như vậy? Không phải thứ sáu mới phẫu thuật sao? Có người không đợi được. Sa thành nghị thở dài một tiếng, cô Tô hãy kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Lúc đầu có 80%, bây giờ chỉ có 30%. Tô Yên quen biết Lục Cận Phong lâu như vậy, làm sao mà không hiểu được tính cách của anh, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Anh Sa, trông cậy vào anh rồi. Cô không đi khuyên anh ta sao? Sa Thành Nghị hơi ngạc nhiên. Đợi vài ngày nữa thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên, nếu là người bình thường thì sẽ chọn cách chờ đợi. Nhưng Tô Yên lại không ngăn cản. Tô Yên cười cười, anh ấy tin tôi, tôi cũng tin anh ấy. Sa Thành Nghị ngẩn người ra, anh ta cong môi nói, hai người thật đúng là tâm ý tương thông. Sa Thành Nghị bước vào phòng phẫu thuật, một lúc sau, Vạn Nhất và ông Cụ Lục cũng đến một ca phẫu thuật quan trọng như vậy thì bọn họ nhất định sẽ đến. Audio điện tử võ tấn bền. ông nội lục tô yên đã lâu không gặp ông cụ lục cháu dâu ngoan ông cụ lục rất vui khi thấy tô yên trở về ông ấy nhìn xuống bụng của tô yên mà quan tâm hỏi sức khỏe của con vẫn ổn chứ còn chưa gả vào mà đã gọi là cháu dâu rồi có thể thấy là ông cụ lục rất hài lòng về tô yên vẫn ổn ạ. À? ông nội lục không cần quá lo lắng vậy thì tốt vậy thì tốt ông cụ lục nở nụ cười hiền lành rồi nói tiểu yên vất vả cho con rồi mang thai rất là cực khổ cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu tôi yên nghĩ về việc trần tố anh bị người khác tấn công cô nhìn sang vạn nhất hỏi anh vạn vụ án của cô trần có tiến triển gì chưa không có vạn nhất nói chuyện này tương đối khó nhưng mà cũng không khó lắm trong lời nói này có ẩn ý gì đó. Anh Vạn, có phải anh đã đoán ra được hung thủ là ai rồi phải không? Vạn Nhất do dự một lúc rồi gật đầu, chắc là đại ca cũng đoán ra được, bây giờ chỉ còn bước xác nhận cuối cùng. Là ai? Vạn Nhất mím môi nhìn về phía phòng phẫu thuật. Tô Yên nhanh chóng đoán ra được, là cô ta sao? Hai người họ không nói ra là ai nhưng đều nghĩ đến cùng một người. Vạn Nhất gật đầu, cô ta bị tình nghi rất lớn. Chỉ có điện sát mới có thể làm hỏng camera giám sát trong vài cây em, đó là điều khiến cô ta bị nghi ngờ rất cao. Giấu đầu lòi đuôi, cố ý che giấu quá mức, ngược lại sẽ không bình thường. Tô Yên nhíu mày, cô ta liên thủ với Lệ Quốc Minh rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Vạn Nhất lập tức tràn đầy sự kinh ngạc, cô ta muốn làm gì? Mục đích của cô ta chính là Lục Cận Phong. Cũng là phụ nữ nên Tô Yên rất hiểu phụ nữ, yêu mà không có được thì hoặc sẽ quên đi hoàn toàn hoặc sẽ phá hủy đến cùng. Vạn Nhất kinh hãi cảm thán, phụ nữ đúng là sinh vật nguy hiểm nhất trên thế giới này, muốn sống tốt thì độc thân là tốt nhất. Tô Yên khẽ nói, tôi đã gọi điện cho lâu doanh, có thể ngày mai cô ấy sẽ đến. Vạn Nhất, cô Tô, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc, có sa thành nghị ở đây, ca phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì, tôi không cần ở lại đề phòng. Phải rồi, lần này là việc riêng nên có thể cần rất nhiều thời gian. Cô nói với đại ca giúp tôi một tiếng, xem như là tôi đi nghỉ dài hạn. Anh Vạn, bây giờ có rất nhiều chuyện mờ ám, anh nghỉ ngơi lúc này có phải là rất thiếu nghĩa khí hay không? Chút chuyện này không là gì cả, đại ca có thể một mình làm được. Anh là vì sợ lâu doanh sao? Tôi là người đàn ông tốt, không so đo với phụ nữ. Vạn nhất xua tay và lập tức rời đi không chút do dự. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ ông cụ lục chịu không nổi nên Tô Yên nói ông ấy trở về nghỉ ngơi, cô thậm chí còn ngủ trong lúc chờ đợi. Sa Thành Nghị đi ra từ phòng phẫu thuật, nhìn thấy ngoài cửa phòng phẫu thuật chỉ có mấy người hạ huy, vệ long là còn kiên trì, những người khác thì đều tử trận hết cả. Sa Thành Nghị, nghị lực thật là lớn. Sa Thành Nghị yên lặng nhìn lục cận phong bị đẩy ra rồi nói với trợ lý bác sĩ đưa về phòng đi. Sau 5 tiếng phẫu thuật thì anh ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Hà Huy hỏi, "Anh Sa, đại ca thế nào rồi?" Vệ Long ở một bên nói, "Có anh Sa ở đây thì chắc chắn là không có vấn đề gì." Trong thế giới đen tối này chỉ có Sa Thành Nghị là thần y, chỉ cần còn thở thì Sa Thành Nghị đều có thể cứu sống được. "Phẫu thuật rất thành công." Sa Thành Nghị nói xong câu này thì trở về nghỉ ngơi. Tô Yên Mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện ca phẫu thuật đã kết thúc rồi. Lục Cận Phong vẫn chưa tỉnh lại từ lúc gây mê. Tô Yên biết ca phẫu thuật thành công nên không lo lắng gì nữa, cô tháo giày, nằm xuống bên cạnh Lục Cận Phong. Dương bệnh đặc biệt nới rộng nên hai người ngủ chung cũng không sao cả. Dù có chuyện gì khó khăn thì cũng phải ngủ đủ giấc. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh thật sự đã đến Đế Đô vào trưa ngày hôm sau, đúng 10 giờ rưỡi xuất hiện trước mặt Tô Yên. Lúc này Lục Cận Phong đã tỉnh lại, anh cần phải nghỉ ngơi. Tô Yên ra hiệu cho Lâu Doanh ra ngoài nói chuyện. Ba người đi ra bên ngoài hành lang, lâu doanh hỏi chị, đã xảy ra chuyện gì mà phải đặc biệt gọi em đến đây một chuyến vậy? Tô Duy bị bắt rồi. Phản ứng đầu tiên của lâu doanh là yếu kém như vậy sao? Dù sao cũng tập luyện một thời gian, mới ra ngoài mà đã bị bắt rồi, sau này ra ngoài thì đừng bảo là em trai họ của em. Phản ứng thứ hai là, người nào bắt? Cảnh sát. Lâu doanh sửng sốt, sao lại bị cảnh sát bắt? Tô Yên mang sự việc nói ra đại khái, Lâu Doanh nhíu mày, không ngờ gan của cậu ta lại lớn như vậy. Bạch Phi Minh hỏi, đại ca lệ nói thế nào? Đây là điểm mấu chốt. Đây chính là lý do chị gọi mọi người đến. Tô Yên nhìn Lâu Doanh, chị tin tưởng mọi người nên những gì chị nói sau đây, mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Lệ Quốc Minh là người nuôi dưỡng hai người họ, Tô Yên đang đánh cược xem xem họ sẽ đứng về phía Lệ Quốc Minh hay không. Lâu Doanh mất kiên nhẫn nói, có gì thì chị cứ nói thẳng đi. Tất cả chuyện này đều là do Lệ Quốc Minh sắp đặt. Tô Yên chỉ nói chuyện Lệ Quốc Minh hãm hại Tô Duy và thân thế của ông ta, chỉ riêng hai việc này thôi cũng đủ chứng minh Lệ Quốc Minh có dã tâm. Sau khi hai người bọn họ nghe xong thì đều kinh ngạc. Nhận thức hơn 10 năm qua bị phá vỡ, bất kỳ ai cũng phải sững sờ. Lâu doanh muốn nói có phải là hiểu lầm hay không nhưng mỗi một chữ Tô Yên nói ra đều là sự thật rõ ràng. Hai người đều yên lặng, không bày tỏ thái độ gì. Tô Yên nói, chị chỉ muốn cảnh báo hai người, ông ta có thể hãm hại Tiểu Duy thì cũng có thể hãm hại hai người. Tất cả mọi người chỉ là quân cờ của Lệ Quốc Minh mà thôi. Chị, dù sao cũng phải có lý do gì đó thì ông ấy mới làm như vậy." Lâu Doanh hơi khó chấp nhận. Bạch Phi Minh cũng nói, "Bọn em đều được Đại Ca Lệ nuôi dưỡng lớn lên, ông ấy muốn bọn em làm gì thì chị em bọn em làm cái đó, cho dù thập tử nhất sinh thì em tin là Đại Ca Lệ sẽ không đối xử như vậy với bọn em." Chị, những lời hôm nay, em sẽ không nói với cậu nhưng em cũng cần phải xác minh sự thật. Được, Tô Yên tin tưởng Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nên mới mạo hiểm bước dây động dừng nói với bọn họ. Hai người Lâu Doanh và Bạch Phi Minh ở lại bệnh viện một lúc rồi đi quán rượu tứ quý, xem như là cải trang theo dõi lễ quốc minh. Mấy ngày tiếp theo, vụ án của Tô Duy trở nên nghiêm trọng hơn, tất cả chứng cứ giống như đã được chuẩn bị từ trước, cảnh sát không cần tốn nhiều công sức để tìm được. Nếu không tìm được bước đột phá nào thì Tô Duy sẽ phải ngồi tù. Lục Cận Phong không muốn Tô Yên đi giải quyết chuyện của Tô Duy nên giao cho mấy người Hạ Vũ đi làm. Tô Yên cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, cho dù cô có sốt ruột thì cũng không được hành động liều lĩnh. Nhưng ai mà biết được vào lúc đó thì Hạ Phi và Hạ Vũ mặc cùng mất tích. Chương 232, ra tay lần nữa. Lần này hai người Hạ Phi, Hạ Phi Vũ mất tích không giống lần trước lần này là lặng lẽ không một tiếng động. Hạ Vũ liên lạc mấy lần nhưng không gọi được cho Hạ Phi lúc này mới nói cho Lục Cận Phong và Tô Yên biết. Tô Yên lo đến cháy gan cháy ruột, không liên lạc được từ lúc nào. Cứ quính lên là bụng lại đau đớn không thôi, Tô Yên vô thức phát ra âm thanh kêu đau, Lục Cận Phong lo lắng nói yên yên, đừng lo lắng. Hạ Vũ đáp, từ hai tiếng trước, Hạ Phi nói dẫn Hạ Vũ mặc đi mua đồ, ra ngoài xong thì không thấy quay lại. Lục Cận Phong nói, mau đi tìm cho tôi, kêu tất cả mọi người đi tìm, trước khi trời sáng, không, trong vòng một tiếng phải tìm được người về. Hạ Phi mặt mày đau khổ, đại ca, không phải là bọn em không cố gắng, mà là hình như Hạ Phi cố tình che giấu dấu vết, đã cố tình nào dễ tìm được cơ chứ. Cố ý, Tô Yên nhíu mày, vậy Hạ Phi đã dẫn Hạ Vũ mặc đi đâu kia chứ? Mấy người không hiểu ra sao. Ở một kho hàng nào đó ở đế đô. Đèn sáng trưng, các công nhân vẫn tăng ca để chở hàng. Chỗ này chính là nơi Tô Duy bị bắt. Hạ Phi Hạ Vũ Mặc lúc này đang bò trong đống cỏ dại cách nhà kho hàng chục mét, dùng ống nhòm kiểm tra động tĩnh của nhà kho. Anh, chúng ta ta thật sự có thể xử được đám người Hạ Vũ Mặc vô cùng kích động. Nhỏ tiếng chút, Hạ Phi điều chỉnh góc của ống nhòm, chú ý đến chiếc xe hơi đang đi đến nhà kho này, em à, mau cúi thấp cái đầu xuống. Ờ, Hạ Vũ Mặc vội cúi đầu, chỉ hận không thể dán luôn xuống mặt đất có chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa gara tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa một người đàn ông trung niên bước xuống xe người này chính là lệ quốc minh lệ quốc minh cảnh giác nhìn mắt bốn phía lúc này mới đi vào trong kho hàng anh kẻ xấu xuất hiện rồi hạ phi nói thầm hôm nay đến thật này mấy ngày nay tôi yên vì tô duy mà lo lắng đến muốn cháy ruột gan mấy người hạ phi cũng tìm mà tìm không được hạ phi lại gặp được vận may chỗ này mới bị điều tra qua phía cảnh sát cũng không tra lại giờ chỗ này là an toàn nhất nhưng hai người đến được đây thật sự là do nổi hứng hai người thật sự chỉ là đi mua đồ ăn tâm huyết dâng trào mới bắt taxi đến đây cho nên có đôi khi may mắn cũng là một phần của thực lực anh à đây hạ vũ mặc lấy điện thoại ra mau chụp lại những thứ này đều là bằng chứng cho dù không thể cứu được Tô Duy, cũng có thể kéo lệ quốc minh xuống nước. Hạ Phi cầm lấy điện thoại, mới phát hiện không biết bật chế độ máy bay từ khi nào. Sao lại mở chế độ máy bay? Em bật à? Hạ Vũ mặc thẻ lưỡi, cười nói, chắc là chừa tay bấm nhầm. Hạ Vũ mặc tắt chế độ máy bay, mở chế độ im lặng lên rồi bật camera. Nếu Hạ Vũ biết là Hạ Hạ Vũ mặc không cẩn thận để chế độ máy bay, phỏng chừng sẽ tức đến thổ huyết các công nhân xếp hàng hóa vào từng thùng xe, Lệ Quốc Minh lo lắng nhìn chằm chằm, thúc giục. Xem ra lô hàng này rất quan trọng. Hạ Phi vừa chụp ảnh vừa xe cho Tô Yên. Hạ Thiên liên tục chụp lại ảnh công nhân vận chuyển hàng, còn cố ý chụp cận cảnh Lệ Quốc Minh. Lúc này, công nhân vì quá vội mà ngã một cái, chiếc thùng bị đập vỡ tung tóe, đồ đạc bên trong văng tung tóe. Mắt Hạ Thiên sáng lên, vội chụp lại. Lệ Quốc Minh khiển trách, làm việc kiểu gì vậy hả, mau sắp xếp lại đồ đạc, động tác nhanh nhẹn một chút. Nếu không phải vì tầm quan trọng của lô hàng này, bây giờ tình thế căng thẳng như vậy, lệ quốc minh cũng sẽ không mạo hiểm đích thân đến đây. Trong bệnh viện, di động của Tô Yên không ngừng đổ chuông, cô cầm lên, vui mừng nói là Hạ Phi gửi đến. Vừa mở ra xem ảnh, Tô Yên đã sợ đến ngây người, Hạ Phi Hạ Vũ mặc đã đến kho hàng, lệ quốc minh cũng ở đó, mau, Hạ Vũ, dẫn người qua đó, tôi sợ hai người bọn họ gặp nguy hiểm băng gạc trên mắt lục cẩn viễn chưa được gỡ ra nên không nhìn thấy gì nói yên yên anh không cho em đến đó anh hiểu tô yên dựa theo tính cách của cô thì cô chắc chắn sẽ đến đó lục cẩn viễn em an nguy của hạ phi và tiểu vũ quan trọng đứa bé trong bụng và em cũng quan trọng lúc dung viễn cắt đứt lời nói của tô yên nói với hạ vũ mau dẫn người đi vâng đại ca hạ vũ hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này vội vội vàng vàng rời đi Cùng lúc đó, hàng hóa từ trong kho lần lượt được chuyển đi, Lý Quốc Minh cũng rời đi. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ trực sẵn, hai người hạ phi hạ vũ mặc đang muốn lùi lại, vừa quay người, đã thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ đứng sau lưng họ. Tô Yên thật khiến người ta chán ghét, cô ta sinh hai đứa con trai cũng làm người ta chán ghét như vậy. Tần Nhã Đan thấy hai đứa bé là đã vô cùng khó chịu rồi, rõ ràng là con hoang, Lục Cân Phong lại vì Tô Yên mà nhận luôn cả hai đứa con hoang này. Hạ Vũ mặc giữ chặt áo Hạ Phi Anh, người phụ nữ này thật hung dữ, vừa nhìn đã biết không ai cần. Hạ Phi là người của ám giả, tất nhiên nhận ra mặt nạ hồ ly này. Người của địa sát, rõ ràng là lúc trước đã giải quyết rồi, xem ra lần trước là một kẻ giả mạo. Hạ Phi bảo vệ Hạ Vũ mặc sau lưng, kẻ nào ghét mẹ tôi đều là kẻ ham muốn cha. Hạ Phi lúc này còn chưa biết bản thân là con trai ruột của Lục Cận Phong, nhưng lúc trước Lục Cận Phong đã công khai nói dối trước mặt bao người là con trai ruột nên Hạ Phi mới nói như vậy. Không được gọi lung tung, hai đứa bọn mày chỉ là hai đứa con hoang mà thôi, vốn không phải là của Lục Cận Phong, bọn mày không xứng. Tần Nhã Đan nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Mặc, Hạ Vũ Mặc nhìn quá giống Tô Yên, ngọn lửa ghen tuông trong lòng bùng cháy, đưa tay bắt lấy Hạ Vũ Mặc. Đừng đụng vào em trai tôi. Hạ Phi ra tay, đấu cận chiến, cậu đã luyện tập mấy tháng nay rồi một đấm cũng có thể đấm ra sức cả trăm cân. Thừa lúc tần nhã đan không chuẩn bị, hạ vũ mặc cũng phối hợp ăn ý, nhặt nắm cỏ dại lên ném vào mặt tần nhã đan. Hạ phi biết không phải là đối thủ của kẻ địch, kéo hạ vũ mặc chạy đi. Xung quanh toàn cỏ dại cao hơn một mét, không có đường đi. Cả tóc và miệng tần nhã đan đều có cỏ dại, tức giận không thôi, bọn nhóc chết tiệt kia, đứng lại cho tao. Một mình hạ phi thì chạy rất nhanh, nhưng kéo theo cả hạ vũ mặc nữa thì không ổn chút nào chạy chưa bao xa hạ vũ mặc đã thở hồng hộc hạ phi nói này thì bình thường ăn cho nhiều vào này ăn thành quả bóng luôn rồi anh xem em có giảm béo hay không không ăn thì sẽ đói hạ vũ mặc thỏ từng hơi lớn đứt đoạn anh hay là anh chạy trước đi có chạy thì cùng chạy hạ phi không thể nào bỏ mặc hạ vũ mặc không lo được á à, hạ vũ mặc vấp phải cỏ dại mà ngã kéo theo cả Hạ Phi, cả hai cùng ngã. Tần Nhã Đan đuổi tới, hung ác nói, tao muốn bán bọn mày lên vùng núi, bán cho bọn buôn người, tao muốn tội yên phải đau đến không muốn sống nữa. Nói rồi, Tần Nhã Đan vươn tay túm lấy Hạ Vũ mặc Hạ Phi, thì đột nhiên, một chiếc kim khâu bay tới, đâm vào tay phải của Tần Nhã Đan, máu chảy ròng ròng. Muốn động đến cháu trai của tôi, đã hỏi tôi chưa vậy? Lâu Doanh và Bạch Phi Minh xuất hiện làm hai người hạ phi hạ vũ mặc phấn chấn. Di út, hạ vũ mặc ngọt ngào hô, di út thật khí phách, gì mau dạy dỗ người phụ nữ đó đi ạ, à. cô ta mắng mẹ con. Chủ nghĩa cuộc sống của hạ vũ mặc là nếu đánh không lại thì chạy, có người làm chỗ dựa thì nhất định sẽ có thủ báo thủ, có ân báo ân. Tần nhã đan che lấy tay mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lâu doanh, lại là cô, lâu doanh, chớ xen vào việc của người khác. chương 233, tội yên làm hỏng tâm huyết của Lê Quốc Minh. Lâu Doanh cảm thấy buồn cười, chị là người động chạm tôi trước, rồi lại bảo tôi chớ xen vào việc của người khác, đầu óc của chị bị cửa kẹp à? Cô, Tần Nhã Hân tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, trước đây cô lừa tôi 100 triệu, khoản nợ đó còn chưa tìm cô tính toán, hôm nay người lại được giao tới tận cửa, đã đến rồi thì đừng trách tôi tại sao không khách khí. Ừ, thì tiền đó là của chị. Lâu Doanh giả vờ ngạc nhiên, có điều, tôi không phải là người chị thương lượng giá cả cùng chị, mà là chị tôi tự chị nghĩ 50 triệu là ít quá, làm gì cũng phải là 100 triệu, ai mà biết được chị là người ngu nhưng lại có tiền, nên đành ngậm ngùi nhận lấy. Tần Nhã Hân muốn mượn tay lâu doanh giết Tô Yên, định một mũi tên chúng chết hai con chim, nhưng lại không ngờ Tô Yên không những không bị già, mà cả hai người này còn lừa tống tiền tốn mất 100 triệu nhân dân tệ của cô ta. Lúc Tần Nhã Hân nghĩ đến việc thương lượng giá cả, thì không thể ngờ rằng người ngồi đối diện trước máy tính lại là Tô Yên, cô ta ra giá mua tính mạng của con người như một trò hề, kết quả lại bị hai người đem ra thành trò chơi, trong lòng mỗi lúc một bực tức hơn. Lâu doanh, cô cùng hai thằng quát con kia, hôm nay mấy người đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây an toàn. Nói rồi, tần nhã hân thổi một tiếng còi, lập tức có mười mấy người từ phía sau đi lên, mỗi người trong tay cầm một cây gậy. Đây toàn là những kẻ tinh anh của địa cầu. Tôi muốn xem thực lực của mấy người ra sao. Tần Nhã Hân ra lệnh, lên lâu doanh nói nhanh hạ mặc vũ hạ phi tránh qua một bên lâu doanh và bạch phi minh đã sẵn sàng chiến đấu bỗng có người trong đám đông nói cô gái họ là người của ám dạ nghe vậy vẻ mặt của tần nhã hân bỗng trở nên căng thẳng cô ta buông một câu lần này là do các người may mắn thôi nói rồi cô ta cùng bọn binh sĩ rời đi cái này còn chưa có đánh gì mà lâu doanh biết mình đã đến thời thì khoe mẽ chị định đi đâu ở lại đây làm trò vui cho hai bọn tôi, tự dưng thấy ngứa tay quá. Tần Nhã Hân chỉ dám ngầm mưu tính, có thể cô ta không dám đối đầu với ám giả. Trần Tố Anh bị đả thương và bà ấy cảm thấy rất lo lắng, nếu bà ấy đối mặt với ám giả một lần nữa, có thể bà ấy và Lục Cẩn Phong liền kết thúc. Bà không thể cứ lẽo đẽo mãi phía sau của Tần Nhã Hân được. Hạ Vũ chạy tới, thấy Hạ Phi và Hạ Mạc Vũ vẫn bình an vô sự, mới yên lòng, hai tiểu tổ tông ơi, hai người làm tôi sợ muốn chết đây này nửa đêm hai người ở chỗ này làm gì cùng tôi trở về đi tô tiểu thư và ông chủ đang rất hoảng sợ kia kia hạ vũ thúc thúc chúng cháu chỉ tới đây để bắt kẻ xấu nhìn xem anh em mình đã bắt được kẻ xấu rồi tiểu vũ rất tự hào bấm chụp ảnh trên điện thoại cho mọi người xem hạ vũ liếc nhìn màn hình trên điện thoại di động của tô yên lâu doanh và bạch phi minh cũng đi tới họ chỉ thấy xe chở hàng đi qua nhưng không thấy bóng dáng của lệ quốc minh đâu nên mới nhìn tấm ảnh trên điện thoại di động, sau khi xem xong, đáy lòng bọn họ dường như sụp đổ. Tính tình hung bạo của lâu doanh, làm sao có thể bình tĩnh được, sau khi giao hạ mạc vũ cũng hạ phi cho hạ vũ, cô ta cùng với bạch phi minh lập tức trở về khách sạn bốn mùa. Họ đến khách sạn trước lệ quốc minh một bước, và hai người đang đứng đợi trước cửa phòng cử lệ quốc minh. Lê Quốc Minh ra khỏi thang máy, đi thẳng gian phòng của quán rượu, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, ông ta sửng sốt một chút sau đó có vẻ thay đổi lại sắc mặt thành vẻ ân cần của người lớn tuổi muộn rồi mà hai cô vẫn chưa đi ngủ à lâu doanh mặt không chút cảm xúc không phải chú đã ngủ rồi sao đã muộn như vậy chú đã đi đâu rồi tôi cảm thấy đói bụng tính ra ngoài kiếm chút gì làm bữa tối lê quốc minh xoa xoa bụng tôi đi một tí rồi trở về thôi mà chú thật là nhàn nhã chú ăn bữa tối ở đâu hương vị thế nào minh phi và tôi cũng đói bụng Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Muộn như vậy, người ta cũng đóng cửa rồi, hôm khác tôi đưa các cô đi." Lê Quốc Minh vừa nói vừa mở cửa, tiện thể, hai người tìm tôi có chuyện gì sau. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cũng theo vào phòng, Lâu Doanh nhìn Bạch Phi Minh một cái nhìn. Bạch Phi Minh hiểu được ngụ ý đó, quay người đóng sầm cửa đằng sau lại. Lê Quốc Minh nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu nhìn hai người, "Lâu Doanh, Bạch Phi Minh, hai người về phòng nghỉ ngơi sớm đi." tôi cũng mệt rồi kể từ lúc hai người này đi vào quán rượu lê quốc minh cảm thấy như mình đang bị theo dõi lâu doanh không có ý định đi ra ngoài mà là đem ghế qua để ngồi bác trai tối nay có phải là đi tới nhà kho ăn khuya không nghe vậy trong lòng lê quốc minh bỗng trùng xuống sắc mặt giả bộ ngây ra cái gì kho hàng cậu không hiểu nhóc con trở về phòng ngủ đi cậu cũng mệt rồi nghe không hiểu lâu doanh hai tay ôm ngực cậu à Cháu là do chú nuôi dưỡng. Cậu biết tính tình của cháu rồi. Cháu không giấu được lời nói. Tối nay cậu đã làm gì trong nhà kho vậy? Hàng hóa, tất cả đều cho cậu làm đúng không? Là cậu hại Tô Duy đúng không? Lâu Doanh đã nói rõ ràng những gì mà cô cần nói, điều này khiến Lệ Quốc Minh không thể nói thêm nữa. Đúng, cậu đã đến nhà kho. Có một số chuyện cháu không thể hiểu được đâu. Lâu Doanh, cậu sẽ không làm hại đến cháu về phần tiểu kiệt, là do anh ta quá tham lam. Cậu à, thiên lang sẽ không bao giờ làm những việc tổn hại đến trời cao và lẽ phải. Nếu làm như vậy, cậu chỉ làm hỏng toàn bộ chuyện của thiên lang mà thôi. Phản ứng của lâu doanh có chút kích thích. Làm gì có ai kiếm tiền mà không kiếm lời. Lô hàng này chỉ giá 10 tỷ. Chỉ cần được vận chuyển ra ngoài, con sói liền có thể trở nên huy hoàng như ngày xương. Lệ Quốc Minh cười lớn, lâu doanh, cậu muốn phát đạt, đáng nhẽ cháu thấy vậy thì phải thấy vui mừng thay cho cậu chứ lâu doanh nhẹ nhàng nói cậu đừng vui mừng quá sớm ý cháu là gì lệ quốc minh đột nhiên có linh cảm không tốt lúc này điện thoại di động đột ngột vang lên liền nhanh chóng kết nối đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lo lắng ông chủ lệ hết hàng biến mất hết rồi hết sạch rồi sao lại biến mất chuyện gì vậy lệ quốc minh đột nhiên cáu kỉnh hàng của tôi đâu cháy rồi cháy rồi, cháy hết rồi. Người đầu dây bên kia lo lắng nói, vừa rồi cô tô mang người đến chặn hàng, rồi liền xảy ra hỏa hoạn. Nghe nói tô yên đốt hàng, lệ quốc minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi tô, yên. Từng chữ từng được giết qua khẽ răng, lộ ra vẻ căm hận muốn cắn thịt, ăn xương. Sau cuộc gọi, điện thoại di động nhận được một đoạn video khác. Trong đoạn video, tô yên đang cầm đuốc, hàng hóa chất thành đống giữa đường, có người đổ xăng lên. Tô Yên ném ngọn đuốc vào hàng hóa và thắp sáng nó ngay lập tức. Không, Lễ Quốc Minh gầm lên trên màn hình, cố gắng ngăn chặn nó. 10 tỷ đồng đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Lễ Quốc Minh giận đến mức hận không thể hộp máu mà chết. Lâu Doanh lạnh lùng nói, cậu à, cậu tự làm tự chịu đi. Từ nay về sau, Lâu Doanh cháu đây sẽ không còn quan hệ gì với cậu nữa. Lâu Doanh là một người quyết đoán và cô ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì cho thiên lang nữa. Đây chính là cô, phóng khoáng, dù nói gì đi nữa, thì cô cũng sẽ không vì bị thu phục bởi những kẻ mà cha mẹ mình đã từng mang ân mà giúp họ làm việc ác. Đã từng tha lệ quốc minh đi một lần, coi như không còn ân còn oán gì nữa. Bỏ lại những lời nói ngoài tai, lâu doanh trực tiếp rời đi. Bạch phi minh đi phía sau, lệ quốc minh vội ngăn lại, phi minh, cô còn không tin tôi nữa hả? Cô muốn phản bội tôi, tôi đã nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, không hề đối xử tệ bạc với cô. Hiện tại cô có tất cả mọi thứ đều là do tôi mang đến cho. Ông chủ lệ, Bạch Phi Minh càng thêm vướng bận, một bên là người đã nuôi nấng cô ta, một bên là chị em sống chết có nhau, trong lòng rằng cô nói cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Bạch Phi Minh vẫn lựa chọn đi cùng Lâu Doanh. Lâu Doanh đang đợi ở cửa thang máy, thấy Bạch Phi Minh tới gần, cô ta thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng rằng cô sẽ đứng về phía ông ta nữa chứ. Chúng ta đã thể rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà. Bạch Phi Minh không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm. Lâu doanh bị sốc bởi những lời này, và nhanh chóng nhảy ra xa, tôi biết ngay là cô có ý nghĩ gì đó với tôi mà. Sau khi đốt hàng, Tội yên đã gửi những bức ảnh chụp được bởi Hạ Phi đưa cho cảnh sát, đây là một bước đột phá lớn. Cảnh sát ngay lập tức đến bắt lệ quốc minh, nhưng người đã nhanh chóng bỏ trốn. Lục Cận Phong đã hành động nhanh chóng và cũng đã tìm ra được tội danh tẩy thoát tội danh đột phá khẩu của Tô Kiệt. Khi một phiên bản giả Tô Kiệt đứng trước mặt Tô Yên, cô cảm thấy rất thần kỳ. chương 234, nổi nóng nha. Phiên bản giả mạo trước mặt thật sự giống Tô Duy đến 7-8 phần. Nếu như ăn mặc như Tô Duy ngày thường, thoạt nhìn qua thì ngay cả cô cũng có khả năng nhận lầm. Người có tướng mạo giống như Tô Duy tên là Tiền Phong, người mà lệ quốc minh tìm đến để hãm hại Tô Duy. Trước khi Tô Duy đi đến nhà kho, Tiền Phong luôn phụ trách công việc ở nhà kho. Tiền Phong cố ý lộ diện trước mặt các nhân viên trong kho, đó chính là lý do tại sao về sau các công nhân đều chỉ chứng Tô Duy. Đây thật sự là một phán cờ quá lớn. Nhưng mục đích là gì chứ? Mục đích mà lệ quốc minh muốn hãm hại Tô Duy nằm ở đâu? Đây là thắc mắc mà Tô Yên nghĩ mãi vẫn không hiểu tiền phong bị đưa về cục cảnh sát rồi, bây giờ chỉ cần bắt lệ quốc minh nữa là có thể rửa sạch hiểm nghi cho Tô Duy. Điều quan trọng nhất là cuộc điện thoại mà lệ quốc minh gọi đến, lệ quốc minh không thừa nhận, lời nói một chiều từ phía Tô Duy không thể làm bằng chứng được. Nhưng mà tình hình hiện tại đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi, Tô Yên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thêm một tuần nữa, băng gạc trên mắt lục cận phong cũng có thể gỡ ra rồi, tất cả đều lại bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt đẹp lên thậm chí chuyện Tần Nhã Đan hại Trần Tố Anh, Lục Cận Phong không nhắc, Tô Yên cũng không hỏi. Cô tin rằng trong lòng Lục Cận Phong cũng đã có quyết định riêng rồi. "Yên Yên, em quay về nghỉ ngơi đi, không cần ở bệnh viện với anh đâu." Lục Cận Phong rất xót cho Tô Yên. Khoảng thời gian này cô vất vả quá rồi. "Được, vậy ngày mai em lại đến nhé." Tô Yên cũng không miễn cưỡng mình, cô biết rõ tình hình sức khỏe của chính mình. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc cùng nhau về cùng với Tô Yên, Tô Yên dắt mỗi tay một đứa, nhất thời cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của đời người, hai đứa tụi con đó, sau này không thể tự tung tự tác nữa. Lần này xém chút nữa mẹ bị hai đứa con hù chết rồi. Dạ biết ạ." À, Hạ Vũ mặc nói với giọng non nớt, mẹ à, mẹ phải tin tưởng con trai của mình chứ. Anh hai lợi hại như vậy, có anh hai ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, Hạ Phi bóc phốt ngay, nếu như không phải tại em mập vậy thì chúng ta có thể chạy thoát rồi. Bắt đầu từ ngày mai, em giảm cân cho anh." Hạ Phi lấy giọng điệu đọc tài của anh trai ra nói. "Anh hai à, Hạ Vũ mặc bĩu môi, cậu bé thật không thể quản lý được cái miệng của mình, cứ đói lên là thấy khó chịu." Hạ Phi liếc mắt nhìn sang, Hạ Vũ mặc liền im bặt không dám nói gì. Tô Yên thấy dáng vẻ khốn đốn Giận mà không dám nói gì của cậu con trai nhỏ thì đột nhiên nghĩ đến Lục Cận Phong, thật đúng là cha nào con nấy mà. Tô Yên giờ khóc giờ cười, "Tiểu Vũ à, anh hai cũng muốn tốt cho con thôi. Ăn uống khoa học mới có thể khỏe mạnh khôn lớn được, ngày mai mẹ sẽ làm món ăn dinh dưỡng cho con giảm cân, sẽ không để cho cái bụng của con bị đói đâu, lại có thể ốm lại nữa." Gần đây quả thực là Hạ Vũ mặc lại lớn lên không ít, trắng trắng tròn tròn tuy rằng trông rất đáng yêu nhưng trung quy cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạ vũ mặc mỉm cười, mẹ à, con yêu mẹ nhất. Hạ phi khẽ đằng hắng một tiếng, hạ vũ mặc lập tức hiểu ý ngay, anh hai xếp hạng hai trong lòng em, xếp trước chú lục. Hạ phi vẫn tương đối hài lòng, cũng không tệ lắm. Ba mẹ con vừa cười vừa nói. Đúng vào lúc này, tôi yên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người quen, sở hướng nam đang cẩn thận tỉ mỉ dìu một cô gái trẻ đẹp từ ngoài đi vào. Cẩn thận bậc thềm, chậm chút. Môn tình tổng tài. Y ra, đừng có cẩn trọng vậy chứ. Em lại không phải là con nít, sớm biết mang thai phiền phức vất vả vậy, em đã không sinh rồi. Cô gái rất bực bội, có chút nổi nóng. Cục cưng ngoan đi, cực khổ vài tháng thôi, đợi em bé được sinh ra là tốt rồi. Sở hướng nam rất nhẫn nại dỗ dành. Cảnh tượng này thật khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Tô Vân Mang Thai vẫn còn trong tù mà tình mới của Sở Hướng Nam đã có thai rồi ư? Đều, thật đều cáng. Cô thấy vui mừng vì lúc đầu không gả cho Sở Hướng Nam. Sở Hướng Nam cũng nhìn thấy Tô Yên, một thời gian rồi không gặp, nhìn thoáng qua thấy Tô Yên càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn lúc trước mấy phần. Một người đàn ông chỉ khi nhìn thấy người cũ sống tốt hơn thì mới thấy hối hận. Ô, Hướng Nam đây chẳng phải là tình nhân cũ của anh sao? Ý, chẳng phải cô ta mới chia tay với anh chưa đầy một năm à? Con trai đã lớn như vậy rồi. Đúng rồi, em xém chút quên mất, cô bạn gái này của anh chưa cưới đã sinh con, chẳng phải nói là muốn gả vào nhà họ lục sao? Còn chưa gả vào được à? Chẳng lẽ cậu ấm nhà họ lục chỉ chơi đùa mà thôi? Cô gái đó nhìn thấy tôi yên xinh đẹp hơn mình thì vô cùng đố kỵ không thể công kích về tướng mạo được cho nên thứ duy nhất mà cô ta có thể công kích được chính là hai đứa nhỏ mà Tô Yên đang nắm lấy tay. Cô ta che miệng cười khẩy, thật buồn cười, một người phụ nữ như vậy sao có thể gả vào nhà họ lục được chứ, cậu cả nhà họ lục đâu có bị đuôi. Tô Yên không hề tức giận, nhìn về phía lục hướng nam, phẩm vị của cậu sở thật khiến cho người ta không nói nên lời. Người miệng mồm đầy phân vậy mà ban đêm cậu cũng có thể nuốt nổi sao? Cô nói ai hả, Cô gái vô cùng tức giận. Sở hướng nam cũng nói, tôi yên, vị này là Vạn Linh San, công chúa nhỏ của điện ảnh Vạn Thị. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Lúc nhắc đến điện ảnh Vạn Thị, khuôn mặt của sở hướng nam đây vẻ tự hào, tựa như điện ảnh Vạn Thị là nhà của anh ta vậy. Chờ đã, điện ảnh Vạn Thị, đó không phải là nhà của Vạn Nhất sao? Cô gái trước mặt là em gái của Vạn Nhất à? Cô chưa từng nghe nói Vạn Nhất vẫn còn một cô em gái. Vạn Linh San lập tức dựa vào cái mác công chúa nhỏ của điện ảnh Vạn Thị, nói với vẻ vinh váo hống hách, mùng 8 tháng sau chúng tôi cử hành hôn lễ rồi, đến lúc đó cô nhất định phải đến, không có ân huệ không gả của cô thì tôi làm sao có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy cơ chứ. Cô nhất định phải đến uống ly rượu mừng với chúng tôi. Tô Yên mỉm cười, các người đã không chê bai thì tôi nhất định đến. Đúng rồi, tôi cảm thấy hai người các người rất xứng đôi đó. Một người thích bám váy đàn bà, một người thích trai đều, quả thật là vừa đôi phải lứa. Vạn Linh San không nghe thấy ý chế nhạo, càng thêm đắc ý mà nói, vậy thì đúng rồi. Thầy bói nói chúng tôi là trời sinh một cặp. Đúng rồi, đến lúc đó cô nhất định phải dẫn theo cậu hai nhà họ Lục đến nhé. Vạn Linh San nghĩ rằng Lục Cận Phong sẽ không tham gia cùng với Tô Yên. Theo cô ta thấy thì Lục Cận Phong căn bản không xem Tô Yên ra gì, nếu không thì tại sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có động tính gì thậm chí Vạn Linh Nhi còn nghĩ xong cách làm khó Tô Yên thế nào trong hôn lễ rồi, phải làm sao khiến cho Tô Yên phải ngưỡng mộ hạnh phúc của cô ta và sở hướng nam. Tô Yên sao mà lại không biết được dụng ý của Vạn Linh San cơ chứ, cô nhếch môi cười, anh ấy không có thời gian. Tôi thấy thì không phải không có thời gian, mà là cậu hai nhà học lục căn bản đã ghét bỏ cô rồi. Trong giới này có mới nới cũng là chuyện quá bình thường. Vạn Linh San nói với giọng đồng tình, y, thật là đáng thương quá, cô dẫn theo hai đứa bé, chắc chắn là phải chịu không ít lời khinh khi, vất vả quá. Hướng Nam, chuyện này đều là lỗi của anh cả, sao anh không giúp đỡ tiếp tế cho cô Tô đây? Nhìn thấy vạn linh san công kích Tô Yên, sở hướng Nam vui sướng trong lòng, nhưng lại có chút đau lòng, thật là vô cùng mâu thuẫn. Tô Yên đang định phản đòn lại thì hạ vũ mặc yếu ớt lên tiếng, cô này thật là đáng thương quá, ngay cả cái gương mà cũng mua không nổi, xấu như vậy mà còn dám ra ngoài cô à, con có chút ít tiền lẻ, con cho cô một chút, cô cầm lấy đi mua một cái gương mà soi đi nha. Nói rồi, vẻ mặt của Hạ Vũ mặc ra vẻ như kiểu không cần phải quá cảm kích tôi đâu, còn thật sự lấy 100 tệ ra hào phóng bố thí cho Vạn Linh San. Vạn Linh San tức đến xanh cả mặt. Hạ Phi cũng rút ra 100 tệ, đi mua bàn chải đánh răng nữa, xúc miệng cho thật sạch đi. Miệng thối không phải lỗi của cô, nhưng ra ngoài làm ô nhiễm không khí thì cô sai rồi. Vạn Linh San tức đến mức không nói nên lời. Hai đứa con trai ưu tú như vậy, Tô Yên sao chịu yếu kém được? Tô Yên khẽ hắng giọng một tiếng, cười nói, thật là ngại quá, đừng chấp nhất với hai đứa con nít. Tô Yên lại lên giọng của trách, Hạ Phi, Tiểu Vũ. Sao hai đứa con lại không hiểu chuyện như vậy? Vạn Linh San và Sở Hướng Nam thấy Tô Yên của trách hai đứa nhỏ rồi, sự bực tức trên mặt vừa mới bớt tiêu tan được một chút. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Tô Yên trực tiếp làm cho cả hai tức đến xanh hết cả mặt. Tô Yên thu lại 200 tệ mà Hạ Phi và Hạ Vũ mặc mới dơ ra, sao mà hai đứa con phung phí như vậy chứ? Mua gương với mua bàn chải đánh răng đâu cần nhiều tiền vậy, 10 tệ là đủ rồi. Nói rồi, Tô Yên rút ra một tờ 10 tệ đưa cho vạn linh san, tiệm hai tệ cứ mặc sức mà mua. Còn tiền thừa thì mua thêm một cái khẩu trang đeo vào, mỗi người một cái, tránh ô nhiễm không khí, làm một hồi, điều mà tô yên của trách hai đứa con là cho tiền nhiều quá. hạ phi và hạ vũ mặc nghe lời dạy dỗ, mẹ à, chúng con biết lỗi rồi. sau này tuyệt đối không phô trương lãng phí nữa. vậy mới đúng chứ, tô yên lộ ra nụ cười mẹ hiền. vạn linh san liếc nhìn mười tệ trong tay, lại nhìn tô yên, tức đến nổi vứt tờ tiền đi. tô yên, cô đang sỉ nhục tôi. y bị cô nhận ra rồi à? Tô Yên cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, tôi còn tưởng rằng chỉ số IQ của cô sẽ không nhận ra đâu. Đúng rồi, nói tới có mới nới cũ, cô thật sự đã nhặt được một ông tổ có mới nới cũ đó, chúc mừng chúc mừng nha. Tô Yên lại nhìn về phía sở hướng nam, đúng rồi, Tô Vân sắp sinh rồi đó, chúc mừng nha, anh sắp làm bố rồi. Cái gì, vạn linh san kéo lấy sở hướng nam la lối om sòm, chẳng phải anh nói là đứa con của Tô Vân đã mất rồi sao? Sao lại sắp sinh rồi, anh gạt tôi. Linh San, em nghe anh giải thích. Tôi không nghe, tôi không nghe, anh là đồ lừa đảo. Hai người gây gổ ngay trước cửa bệnh viện, ba mẹ con Tô Yên nhìn nhau mỉm cười. Đồng loạt làm động tác thổi bay tóc mái, liếc mắt khinh thường, cùng Đồng Thanh nổi nóng nha. Sau đó bỏ đi một cách tiêu sái. Chương 235, Hạ Phi và Hạ Vũ mặc dẫn ông đi lĩnh hội chân lý cuộc đời. Ba mẹ con Tô Yên trở về nhà họ Tô. Tô Đình Nghiêm vốn dẫn cô tình nhân trẻ về đang thắm thiết ở trong nhà, vừa nghe thấy ba người trở về ngay cả cô tình nhân trẻ cũng vội vàng đuổi đi. Tình tình à, ngày khác anh lại tìm em, em trở về trước đi. Vu tình rất lưu luyến, câu lấy tay Tô Đình Nghiêm, lão Tô, không có anh buổi tối em không ngủ được. Nghe lời đi, cháu ngoại và con gái anh đều đang ở đây. Tô Đình Nghiêm gạt tay cô ta ra rồi gọi tài xế, tiểu vương, đưa cô vu về đi. Trải qua một khoảng thời gian chung sống, Tô Đình Nghiêm yêu thương Hạ Phi và Hạ Vũ mặc không thôi, sao có thể nói chuyện anh anh em em với cô tình nhân trẻ trước mặt con nít được, dạy hư mấy đứa nhỏ. Tài xế Tiểu Vương bước vào, cô Vu, tôi đưa cô về. Vậy, thôi được rồi, Vu Tình miễn cưỡng đồng ý, lúc đi còn làm một cái hôn gió cho Tô Đình Nghiêm, khiến cho trái tim Tô Đình Nghiêm tê tái. Tuy nhiên vừa xoay lại một cái, lợi dụng chỗ khuất tầm nhìn của Tô Đình Nghiêm, Cô ta liền nháy mắt quyến rũ tài xế tiểu vương. Cảnh tượng này vừa khéo lọt vào tầm mắt của Hạ Phi. Người vừa đi khỏi, Tô Đình Nghiêm liền cười, hỏi Tô Yên, đói chưa con, ba kêu chị Lý đi nấu cơm ngay. Tô Đình Nghiêm kêu người giúp việc nhanh chóng làm cơm, toàn bộ đều là những món ăn mà ba mẹ con Tô Yên thích. Tô Yên lên tiếng, đồng chí lão Tô à, hay là cha đừng nên tàn sát đóa hoa hương sắc, châu già thích gặm cỏ non nữa, cha cũng đâu thể làm ăn được gì. Tô Đình Nghiêm đã đổi mấy cô tình nhân trẻ rồi, người nào cũng đều trẻ tuổi xinh đẹp. Vô tình là người mới nhất cũng là một người có danh tiếng nổi danh trên mạng. Đều là bọn họ tự động nhào đến. Tình tình vừa dịu dàng lại lương thiện, ba quan sát cô ấy rất lâu rồi, con người cũng thanh thuần. Tiểu Yên à, ba muốn lấy cô ấy. Tô Đình Nghiêm nhắc đến vô tình thì vẻ mặt liền khác hẳn. dáng vẻ lâng lâng, như cả trái tim đều chạy lên người vô tình cả rồi. Tô yên bêu dếu cô bạn gái trẻ lúc trước ba cũng nói y như vậy đó đàn ông vẫn thật là trung tình mãi mãi yêu thích mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tô đình nghiêm cười miệng nói lần này không giống lần này là nghiêm túc đó con lên lầu chập mắt một lát cơm chín rồi thì kêu con nha tô yên rẽ câu chuyện sang hướng khác dáng vẻ của tô đình nghiêm như là người cha hiền từ được con đi nghỉ đi nấu cơm xong cha gọi con Thái độ của Tô Đình Nghiêm ngược lại khiến cho Tô Yên không được thích ứng cho lắm, nghĩ đến chuyện mình không phải là con ruột của Tô Đình Nghiêm, cô muốn nói gì đó, lời đã đến miệng rồi nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Tô Đình Nghiêm đã biết cô không phải là con gái ruột của mình ngay từ lúc đầu rồi, cô cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Tô Yên lên lầu nghỉ ngơi, Hạ Vũ mặc trông thấy vết son môi trên cổ của Tô Đình Nghiêm thì líu lo nói, ông ngoại ơi, ông đúng là gừng càng già càng cay nha, chơi tới hưng phấn vậy nghe thế tô đình nghiêm bỗng chốc đỏ bừng cả mặt ông ta đằng hắng hai tiếng rồi ngượng ngùng nói cháu ngoại ngoan cái này là do lúc nãy ông ngoại chơi trốn tìm với chị gái đó không cẩn thận mới bị dính phải cháu đừng có nói lung tung hạ thiên buông một câu ông ngoại à bọn cháu không phải là con nít ba tuổi hạ vũ mặc bọn cháu năm tuổi rồi tô đình nghiêm ngụ ý là đừng có nói dối để lừa bọn cháu tô đình nghiêm nhạy bén nảy ra một ý ông ta quỳ xuống giữa Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, cháu ngoại ngoan, ông ngoại cưới chị gái lúc nãy về đây làm bà ngoại mới của bọn cháu, thế nào hả? Tô Đình Nghiêm muốn kết hôn rồi, phù tình rất phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của ông ta. Nhưng thái độ của Tô Yên rõ ràng là không đồng ý, ông ta chỉ đành nói ý định của mình cho hai đứa cháu ngoại. Hạ Phi mở lời khuyên, giọng điệu y như ông cụ non, ông ngoại à, lấy vợ là chuyện quan trọng, phải suy nghĩ kỹ mới được. Tô Đình Nghiêm nhất thời nghẹn lời, ông ta bị đứa cháu ngoại 5 tuổi của mình dạy dỗ rồi. Tiểu Vũ, Tô Đình Nghiêm nhìn về phía Hạ Vũ Mặc, cháu không nhẫn tâm nhìn ông ngoại đến từng tuổi này rồi mà không có ai bên cạnh chăm sóc chứ. Hay, Hạ Vũ Mặc thở dốc một hơi, nháy mắt với Hạ Phi một cái, anh hai, hay là chúng ta vẫn nên tàn nhẫn một chút đi. Hạ Phi gật đầu, ông ngoại, vậy bây giờ ông dẫn bọn cháu đi đến chỗ ở của cô tình nhân trẻ của ông đi qua đêm nay thì bọn cháu không giúp ông nữa đâu. Bây giờ sao, Tô Đình Nghiêm không hiểu rõ, đi làm gì chứ? Hạ Vũ mặc cười tùm tìm nói, cầu hôn đó. Hạ Phi nói, rèn sắt khi còn nóng. Nói xong, hai đứa nó dẫn nhau đi ra ngoài, Tô Đình Nghiêm đuổi theo sau. Vốn dĩ thì ông ta thấy không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng Hạ Phi và Hạ Vũ mặc đã lên xe rồi, còn vẫy vẫy tay với ông, ông ngoại, mau lên xe đi. Tô Đình Nhiêm lên xe, thật sự phải đi sao? Hạ Vũ mặc chống tay vào khuôn mặt đáng yêu, chị gái vừa rồi rất xinh đẹp đó, không cưới về thì thật là đáng tiếc. Hạ Phi phụ họa thêm, ông ngoại lái xe đi. Nếu như ông không đi thì bọn cháu đổi ý ngay đó. Tô Đình Nhiêm vừa nhớ đến nụ hôn gió trước khi rời đi của vô tình thì lung lay, nhất thời tìm lại được tình yêu cuồng nhiệt thời tuổi trẻ, được, vậy chúng ta đến tạo bất ngờ cho tình tình. Những kim cương ông cũng đã chuẩn bị xong rồi, ông ngoại cũng lãng mạn một chuyến vậy. Tô Đình Nghiêm vẫn luôn rất hào phóng với Vu Tình, đã thuê cho cô ta một căn hộ chung cư ở bên ngoài. Trên đường đi, tâm tình của Tô Đình Nghiêm rất kích động. Đến trước cửa chung cư, Tô Đình Nghiêm thoáng nhìn thấy xe của tài xế nhà mình, xem ra tình tình mới về tới. Hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi nhà họ Tô, lại một trước một sau chạy đến căn hộ. Đang chìm đắm trong niềm vui sướng sắp lấy vợ, Tô Đình Nghiêm cũng không nghĩ đến việc tại sao xe của tài xế vẫn còn đậu lại trước cửa. Vì muốn tạo bất ngờ cho Tình Tình, sau khi Tô Đình Nghiêm đi lên thang máy rồi cũng không gõ cửa mà trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đứng bên ngoài cửa, ông ngoại, ông vào trước đi bọn cháu đứng ở đây đợi một lát. Tô Đình Nghiêm nghĩ đến thói quen bình thường của Vu Tình, lúc ở nhà ăn mặc rất thiếu vải, cho con nít nhìn thấy quả thật là không hay, cho nên cũng bước vào trước một mình. Tô Đình Nghiêm vừa mới bước vào, Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi đưa mắt nhìn nhau, Hạ Vũ Mặc bắt đầu đếm 1, 2, 3. Vừa mới đếm đến 3, bên trong đã truyền ra tiếng quát tháo tức giận của Tô Đình Nghiêm, các người đang làm gì đó. Con đàn bà đê tiện, cô dám cắm sừng lên đầu tôi. Lão Tô, anh hiểu lầm rồi, lưng của em bị ngứa, kêu tiểu vương gãi ngứa giúp em. Phu tình vội vàng kiếm cớ, cô ta đâu có ngờ giờ này mà Tô Đình Nghiêm còn mò đến đây tài xế tiểu vương cũng cầu xin tha thứ ông tô tôi thật sự chỉ gãi ngứa cho cô vu thôi chúng tôi chưa làm gì cả tụi bây coi ông đây là con nít ba tuổi hay sao gãi ngứa ông đây gãi ngứa cho hai đứa tụi bây á á á đừng đánh nữa lão tô em sai rồi bên trong truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết của vô tình tài xế tiểu vương ôm lấy quần áo chạy ra ngoài hạ phi và hạ vũ mặc nhường đường hạ vũ mặc dung đùi đắc ý ngâm một bài thơ rất trông có rất có phong vị của bậc văn nhân nho sĩ tình nhân vốn như chim ở chung một rừng đại họa đến mỗi người tự bay đi lại còn biết sửa thơ nữa hạ phi giơ ngón tay cái lên chỉ vài phút sau tô đình nghiêm thở phì phò từ bên trong bước ra hạ phi hỏi ông ngoại ông còn muốn cưới không tô đình nghiêm nhìn thấy hạ phi và hạ vũ mặc mới bừng tỉnh ngộ hai đứa nhóc này sớm đã biết hai người này có tư tình nên mới kêu ông ta đến đây. Sao cháu biết bọn họ có gian tình chứ? Tô Đình nghiêm bực bội. Ngay cả hai đứa nhỏ cũng nhìn thấy cả mà ông ta lại không nhận ra. Hạ Phi gục gặc đầu, dựa vào chỗ này. Ông ngoại đắm chìm trong nhân sắc, mất đi khả năng phán đoán. Hạ Vũ mặc cứ như người hầu cận bên cạnh nhà triết học, chậm rãi nói: người đang chìm đắm trong tình yêu luôn giống như người mù vậy. Anh nhìn không thấy tôi tôi nhìn không thấy anh a à, em yêu ơi em đừng đi không có em kêu anh phải sống sao đây em là trái tim của anh em là lá gan của anh chiếm hết ba phần tư sinh mạng của anh hạ phi tô đình nghiêm hạ vũ mặc ngại ngùng cười lên rồi trở lại bình thường dùng lực mạnh quá rồi trở về thôi sắc mặt của tô đình nghiêm rất khó coi tâm tình u ám cuộc đời của ông ta cứ bị cắm sừng suốt tần phương linh cắm sừng ông ta vô tình cũng cắm sừng ông ta, mẹ của Tô Yên, ông ta nuôi vợ nuôi con giúp cho người ta, kết quả là tới đầu ngón tay cũng chưa được đụng vào. Còn có ai đáng thương hơn ông ta chứ? Hạ Vũ Mặc nói với vẻ thân thiết, ông ngoại, hay là để con giới thiệu cho ông một người. Tô Đình Nghiêm khoác tay, không cưới nữa. Bắt đầu kể từ hôm nay, ông ngoại của con sẽ là lãng tử trong vườn hoa. Ông ta không thể tổn thương được nữa. chương 236, Lần này Tô Yên và Lục Cận Phong làm việc không tốt. Tô Đình Nhiêm một đêm buồn rầu, ngay cả cơm tối cũng không ăn, vừa về đến nhà đã vào phòng ngay, không ra ngoài nữa. Lúc ăn cơm, Tô Yên buồn bực hỏi Hạ Phi Hạ Vũ Mặc, ông ngoại các con sao thế? Hạ Vũ Mặc nói, mẹ, không cần phải để ý đến ông ngoại đâu, ông ăn no rồi. Không đúng phải là tức đến no luôn rồi. Tô Yên lại nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi nói, mẹ ông ngoại đúng là no rồi mà, đúng rồi, còn nói không cưới chị gái nhỏ kia nữa, náo loạn với chị gái nhỏ kia một trận rồi chia tay rồi. Có chuyện gì vậy, tinh thần bát quái của Tô Yên lại trỗi dậy, mẹ vừa mới chợp mặt một tí thôi mà, chẳng lẽ đã bỏ lỡ kịch hay gì rồi sao? Hạ vũ mặc cười tùm tìm nói, chị gái nhỏ lên giường với ông Vương sát phách, không đúng là tiểu Vương mới phải chứ. Tô Yên hiểu ra trong chốc lát, lập tức tỏ vẻ cảm thông với Tô Đình Nghiêm, đồng chí lão Tô quá khổ rồi. Đời này phải đội nón xanh suốt. Tô Yên ăn cơm, bảo chị Lý chuẩn bị đồ ăn khuya, cô tự mình đưa đến cho Tô Đình Nghiêm. Gõ cửa một lúc lâu, Tô Đình Nghiêm mới mở cửa. Đồng chí lão Tô, một người phụ nữ thôi mà, đừng nghĩ quẩn, con bưng cho cha một phần sủi cảo đây, nhanh ăn đi. Tô Đình Nghiêm vẫn còn rất phiền muộn, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh để một bình rượu, than thở tiểu yên không giấu con cha muốn một đứa trẻ thuộc về chính mình tô yên hơi ngẩn người không phải kinh ngạc vì tô đình nghiêm muốn trẻ con mà là kinh ngạc khi tô đình nghiêm kể chuyện này cho cô nghe tô vân và cô đều không phải là con gái ruột của tô đình nghiêm cô cũng có thể hiểu được tô đình nghiêm chỉ cần cha tìm được một người chân thành với cha con sẽ không ngăn cản tô yên nói những người phụ nữ xinh đẹp mà cha tìm có được mấy ai thật lòng đâu chứ một bên cần tiền, một bên cần sắc. Không ai cao quý hơn ai cả. Tô Đình Nghiêm trầm mặc mấy giây, hỏi Tiểu Yên, con cảm thấy chị Lý như thế nào? Tô Yên mở to hai mắt nhìn, đồng chí lão Tô, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, cha tâm địa gian xảo, vẫn là đừng chiêu chọc đến chị Lý. Chị Lý là người vùng khác, làm việc cho nhà họ Tô được mấy tháng rồi, là người cần cù chăm chỉ, không thích nói chuyện, thành thật làm việc, cũng sắp bốn mươi mấy tuổi, tướng mạo bình thường đã ly hôn rồi. Tô Yên cũng không phải không vừa mắt chị Lý, mà là lo lắng Tô Đình Nghiêm hứng thú được 3 phút mà làm hại chị Lý. Thôi bỏ đi, cha vẫn nên ăn sủi cảo thì hơn. Tô Đình Nghiêm bưng lên sủi cảo ăn. Trên phương diện tình trường, Tô Đình Nghiêm cũng được xem như người lão luyện, chút thất bại này chưa được mấy ngày đã khôi phục lại rồi. Lễ Quốc Minh còn đang đi lánh nạn, Tô Duy trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra ngoài được trong nháy mắt đã đến ngày Lục Cận Phong đi gỡ băng gạc. Ông cụ Lục đã sớm đến bệnh viện, Tô Yên cũng có chút khẩn trương. Hạ Phi Hạ Vũ mặc cũng có mặt. Tô Yên hỏi, anh Sa, mở ra băng gạc là anh ấy có thể nhìn thấy rồi nhỉ? Sa Thành Nghị nói, trên lý thuyết là như vậy. Ý là, còn có thể có chút chuyện ngoài ý muốn sao? Anh có khẩn trương không? Tô Yên nắm tay Lục Cận Phong, ngược lại cô rất khẩn trương. Lục Cận Phong khóe miệng cong lên, cậu ấy phẫu thuật chưa bao giờ thất bại sa thành nghị nói cô đừng nghe lời tâng bốc của cậu ta bây giờ tôi mở băng gạc cho cậu lục cận phong ngoài miệng nói không khẩn trương trong lòng bàn tay vẫn có một tầng mồ hôi rất mỏng tôi yên cảm nhận được lại nắm chặt thêm một chút băng gạc từng tầng từng tầng được mở ra còn lại một tầng cuối cùng sa thành nghị tháo ra phải càng cẩn thận hơn những người khác cũng càng khẩn trương hơn lớp băng gạc cuối cùng được dỡ xuống Sa thành nhị thở vào nhẹ nhõm, nói, mở to mắt thử xem. Đã rất lâu không nhìn thấy ánh sáng, Lục Cận Phong thử chậm rãi mở ra, chỉ hé mắt một chút, tia sáng nhức mắt khiến anh có chút không thích ứng được. Lục Cận Phong lại nắm chặt mắt, lần nữa thử chậm rãi mở ra, từng người trước mắt cũng dần dần đập vào tầm mắt. Anh có thể nhìn thấy rồi. Có thể nhìn thấy không? Tô Yên Khẩn Trương hỏi. Lục Cận Phong nở nụ cười, buổi sáng em ăn rau hẹ, trên răng còn dính kìa. Nghe vậy, tôi yên mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt lườm lục cận phong, nhanh chóng kéo khăn tay lau rau hẹ trên răng. Có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy rồi. Ông cụ lục vô cùng vui vẻ. Lục cận phong nhìn về phía hạ phi hạ vũ mặc, sau khi biết đây là hai đứa con ruột của mình, lần thứ nhất mở to mắt nhìn thấy dáng vẻ của bọn chúng, chợt cảm thấy nhìn thế nào cũng giống mình. Hạ phi, tiểu vũ, hai con tới đây. Lục cận phong vẫy vẫy tay. Hạ Phi Hạ Vũ mặc cùng đi qua đó. Chú Lục, Đại ca Lục, Lục Cận Phong muốn cho hai người đổi cách xưng hô, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn nuốt trở về, thời khắc này không thể vội vàng, nhận lại con trai là chuyện lớn, không thể vội vàng được. Lục Cận Phong vỗ vỗ bả vai của hai đứa nhóc, thằng nhóc thối. Tất cả tình thương của cha cùng với cảm giác mắc nợ với hai đứa trẻ đều gói gọn trong ba chữ này. Cũng may mà hai đứa trẻ này thông minh, Bằng không sẽ không thể khỏe mạnh đứng trước mặt anh và Tô Yên. Từ lúc vừa ra đời, hai đứa bé này đã không có cha mẹ bên cạnh, là những đứa bé hoàn toàn tự do lớn lên, không làm đường lạc lối đã là chuyện hiếm thấy rồi. Huyết thống là thứ rất kỳ diệu, dưới tình hình không biết hai đứa bé này là con ruột của mình, trước đó Lục Cận Phong vì cứu hai đứa bé, cũng bằng lòng đánh cược cả tính mạng của mình. Đây có lẽ là chuyện mà từ trước tới nay anh làm rất đúng, ít nhất không có để cho mình tiếc nuối cả. Tô Yên nhìn xem cha con ba người, bàn tay vuốt ve bụng, hạnh phúc chắc hẳn chính là như vậy, người một nhà ở cùng một chỗ. Sau khi lục cận phong khôi phục mắt, chuyện đầu tiên chính là xử lý tần nhã đan. Trước đó chỉ là nghi ngờ, sau khi hạ vũ tìm được chứng cứ tần nhã đan làm hại Trần Tố Anh, nơi tần nhã đan ở, anh cũng biết. Khách sạn bốn mùa, tần nhã đan cả ngày đều cảm thấy lòng hoảng loạn, sau khi Lê Quốc Minh bị bắt, cô ta vẫn luôn ở khách sạn bốn mùa, tìm kiếm cơ hội để ra tay với Tô Yên. Nhưng Tô Yên đi đến đâu, đều có người bảo vệ đến đây, cô ta vẫn không có cơ hội ra tay. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là Tần Nhã Hân gọi điện tới. "Chị, cha đã vào đó được nửa tháng rồi, chị cũng không thể mặc kệ được, địa sát đã loạn lắm rồi. Chị là một người sắp chết, còn có thể quản được gì chứ?" Tần Nhã đan nói, "Em yên tâm, cha không có việc gì đâu, nếu như muốn thật sự có chuyện" cũng sẽ không sau khi bị bắt vào đó vẫn không có động tính gì đâu tôi yên nói thế nào cũng là con gái của cha cô ta sẽ không để cho cận phong thực sự đuổi tận giết tuyệt đâu chị vẫn đang ở đế đô hả mà tần nhã hân bị thương cũng không đi ra ngoài cô ta nào còn dám đi ra ngoài gặp người khác chứ anh ấy sắp ra viện rồi vừa dứt lời chuông cửa vang lên trong lòng tần nhã đan giật thon thót cô ta giống như đã đoán được người bên ngoài là ai Tần Nhã Đan nói với đầu bên kia điện thoại, Nhã Hân, nhớ kỹ lời chị nói, buông tay đi, em còn trẻ, đừng chôn vùi trên người lục cận phong nữa, bất luận là em hay là chị, hay là Tô Yên, đều khó có thể có kết quả với anh ta. Cô đã không quay đầu lại được, cô chỉ có thể khuyên Tần Nhã Phỉ. Tần Nhã Hân đối với lục cận phong chỉ là nhất thời mê luyến, sùng bái, cô ta mến mộ khoảng thời gian lục cận phong và Tần Nhã Đan đã trải qua. Chuyện gì Tần Nhã Hân cũng muốn phân cao thấp với Tần Nhã Đan, mới xê thật sự cho rằng bản thân cũng yêu thương Lục Cận Phong, thực ra ngay chính bản thân cô ta cũng không ý thức được, đây không phải là yêu. Tần Nhã Hân nghe không hiểu chị, chỉ có ý gì. Cái gì gọi là không kết quả, tô yên chị ta. Lời còn chưa nói hết, Tần Nhã Đan đã dập máy. Chuông cửa vẫn còn ngân vang, cô ta sửa sang lại một chút, lúc này mới đi ra mở cửa. Đứng ở cửa chính là Lục Cận Phong và Hạ Vũ. Cận Phong, Tần Nhã Đan nở một nụ cười, giống như lúc mới gặp, dịu dàng. Trong nội tâm cô ta đã có quyết định, lúc đối mặt với Lục Cận Phong cũng không luống cuống. Lục Cận Phong đi vào, ném một đống ảnh chụp từ camera giám sát lên bàn, là tự thú hay là tôi ra tay, cô chọn đi. Trong tấm ảnh, Tần Nhã Đan hốt hoảng rời khỏi bệnh viện, trên tay còn có vết máu. Đây đều là sau khi Lục Cận Phong lấy lại ánh sáng, bản thân lại đích thân đi sửa chữa hệ thống theo dõi, mới lấy được những tấm ảnh này. Những thứ này so với những gì Hạ Vũ điều tra trước đó, càng hùng hồn hơn. Tần Nhã Đan liếc mặt nhìn ảnh chụp, cười khổ tôi đã sớm viết anh sẽ tìm đến cửa mà, tôi vẫn luôn ở đây chờ anh, đối với việc làm bác gái bị thương, thực sự không phải chủ ý của tôi, là cô biết quá nhiều, ta đây cũng là vì chào cô. Tần Nhã Đan Lục Cận Phong chợt bóp chặt cổ Tần Nhã Đan, lạnh lùng như băng, có tin bây giờ tôi giết chết cô không? Tần Nhã Đan hết lần này tới lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Cận Phong, anh không muốn biết cha anh chết như thế nào sao? Tần Nhã Đan vội la lên, vụ tai nạn xe cộ năm đó của cha anh, không phải là ngoài ý muốn, lúc đó cha em nhìn chúng tập đoàn tập thị, muốn hợp tác với cha anh, cha anh từ chối, cho nên cha em thẹn quá hóa giận tạo ra tai nạn giao thông, hại chết người của bố anh, cha em cũng là cha ruột của Tô Yên là cha ruột của anh, Tần Trấn Thiên. chương 237, giấy đăng kết hôn của hai người khiến mạng lưới Internet tê liệt. Lời nói của Trần Nhã đàn đối với Lục Cận Phong mà nói, không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang, lúc cô ta nói Tần Trấn Thiên là người hại chết cha mình, giống như trong đầu có thứ gì đó nổ tung. Hạ Vũ bên cạnh cũng bất ngờ trợn mắt hốc mồm, nếu như giữa lục cận phong và tôi yên cách nhau huyết hải thâm cừu vậy điều này gọi là gì chứ vậy không phải sẽ biến thành bi kịch sao đôi mắt lục cận phong đỏ tươi sức lực giữ cho tần nhã đan lại tăng lên một chút lời cô nói tôi sẽ không tin một lời nào đâu giết cô ô uế tay của tôi cô tự đi tự thú đi nói xong lục cận phong hất người ra tần nhã đan té ngã trên đất chạm vào cổ hít lấy hít để lục cận phong Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em còn không hiểu rõ anh sao? Chuyện cha anh xảy ra tai nạn rất kỳ quái, lẽ nào anh không nghi ngờ sao? Thực ra trong lòng anh cũng đã tin tưởng, chỉ là anh sợ, sợ Tô Yên biết. Tần Nhã đan cười, cười điên cuồng, cười tùy tiện, cũng cười ra nước mắt. Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó Tô Yên cũng sẽ biết chuyện, ngược lại tôi muốn xem xem, giữa hai người có huyết hải thâm cừu, các người sao có thể hạnh phúc ở bên nhau chứ? Tần Nhã Đan dường như nghĩ tới điều gì, đứng lên, cười nói, đúng rồi, tôi yên mang thai, anh nói xem nếu như để cha tôi biết cô ta mang thai con của kẻ thù, còn có thể để cho cô sinh ra hay không. Lục Cận Phong tức giận phun trào, cô im miệng ngay cho tôi. Anh không muốn ở bên cạnh tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không để các người được tọa nguyện, bác gái cũng đã biết được chân tướng của vụ tai nạn xe cộ, anh cảm thấy bác ấy có thể tiếp nhận con gái của kẻ thù hại chết con gái mình làm chồng không? Tần Nhã Đan thê lương cười nói, cận phong, đây là số mệnh. Tô Yên sẽ là vợ tôi, đây chính là số mệnh trời định. Ánh mắt thâm thúy của lục cận phong khẽ híp, tia sáng sắc bén xẹt qua, người sống cũng không chống lại nổi, một người chết, càng không thể ngăn cản được. Tần Nhã Đan sững sờ, người chết kia chính là cha của anh đấy. Lục cận phong hừ lạnh một tiếng, nếu có ngày ông đây chết đi, đừng nói con trai tôi nhìn chúng con gái của kẻ thù, cho dù là nhìn chúng kẻ thù ông đây ở dưới cửu tuyền cũng sẽ đốt chúc mừng bọn anh trăm năm hảo hợp. Tần Nhã Đan hoàn toàn cạn lời, cô ta cho rằng mối thù giết cha có thể khiến cho hai người thù ghét nhau, kết quả gì đây? Lục Cận Phong căn bản không quan tâm. Tần Nhã Đan đột nhiên nghĩ tới trước đó cô ta thăm dò chuyện của Tô Yên, bất luận là cầm video giả hay là cầm video thật thì cũng không thể ly gián hai người. Tần Nhã Đan không rõ, cô ta nghĩ mãi mà không rõ. Trên đời này làm sao có thể có hai người tin tưởng nhau như vậy? Tại sao người kia là Tô Yên? Tại sao anh có thể vì cô ta mà buông xuống rất cả? Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ rách nát chưa chồng mà đã sinh con, thay đổi thất thường, cô không đáng. Trong mắt Tần Nhã đan tràn đầy sự điên cuồng. Hạ Phi Hạ Vũ Mặc, là con ruột của Lục Cận Phong tôi. Đến bây giờ cô vẫn còn tự lừa mình dối người sao? Đừng cho là tôi không biết lúc đó trong tiệc mừng thọ những lời đó chỉ là để bảo vệ tô yên mà thôi lục cận phong nhẹ nhàng đánh gãy lười của cô năm năm trước đêm đó cô mất tích lục thừa mẫn hạ thuốc cho tôi mà người giải quyết giúp tôi là chính là tô yên hạ phi hạ vũ mặc là con trai của tô yên trong nháy mắt đó toàn bộ không gian giống như cô động lại lục cận phong lại tới gần một bước tiếng nói trầm thấp mà chất lạnh cô hỏi tôi tại sao là tô yên bởi vì trong lòng cô ấy tôi chỉ là một người đàn ông mà không phải người cầm quyền của tập đoàn lục thị cũng không phải thủ lĩnh ám dạ trong nháy mắt tần nhã đan nghĩ đến chính mình cô ta thích lục cận phong nhưng lại không thể buông xuống thân phận cô chủ tần của nhà họ tần cô ta không dám làm trái mệnh lệnh của cha trước kia cô ta lựa chọn giả chết để trở về nhà họ tần là cô ta vứt bỏ lục cận phong tôi thua rồi thua một cách thảm hại tần nhã đan nhắm mắt lại một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống nể tình quen biết nhiều năm tôi giữ chút thể diện cho cô. Bỏ lại lời này, Lục Cận Phong quay người rời đi. Hạ Vũ nhanh chóng đuổi theo. Tần Nhã Đan tê liệt trên mặt đất, hai mắt ngẩn người. Lục Cận Phong cũng đã rời đi rất lâu, màn đêm buông xuống, cô ta mới chuyển động con mắt, nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài của số, đứng dậy đi đến bên giường. Trên tủ đầu giường cô ta đã sớm chuẩn bị một lọ thuốc ngủ. Lần này cô ta tới đế đô, không có ý định trở về nữa bi thương chua xót lòng cũng đã chết, lòng chết thì không phải sợ hãi cái chết nữa. Tần nhã đan dốc hết lọ thuốc ngủ sau đó an tĩnh nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, nhẹ nhàng nói câu cận phong, vĩnh biệt. Tần nhã đan nhắm mắt lại, cũng không còn tỉnh lại. Nam Sơn biệt thự, hạ phi hạ vũ mặc còn chưa ngủ, đang ở trong phòng huấn luyện rèn luyện. Tô Yên ăn một chút hoa quả, trở về phòng nghỉ ngơi cô lật xem cuốn bách khoa toàn thư về thực đơn dành cho phụ nữ càng nhìn càng đói tô yên liếm môi một cái thầm nói đây đúng là một quyết định sai lầm hơn nửa đêm cô lại xem thực đơn gì chứ tô yên đang định đổi quyển sách khác thì đã nghe thấy tiếng còi xe của lục cận phong vang lên không bao lâu lục cận phong đi vào trong tô yên ở trên giá sách tìm sách hỏi anh đi đâu vậy lúc này mới trở về đúng ta nhớ được trên giá sách có một bản nước Pháp tác phẩm nổi tiếng, sao lại không chứ? Anh tới lấy đi. Lục cận phong đi qua, duỗi tay ra, từ giá sách tầng cao nhất lấy được. Chính là chỗ này. Tô Yên nhắc tới, vừa nhìn một bản thực đơn bách khoa toàn thư, em đã cảm thấy đói bụng rồi, còn nhìn những thứ này, dễ dàng ngủ lắm. Lục cận phong chăm chú nhìn Tô Yên, ánh mắt ôn nhu lại phức tạp, mặc đồ ngủ, vén tóc Tô Yên sau so ngày bình thường thì dịu dàng hơn mấy phần. Bộ dáng nói lại nhảy, khiến anh giống như nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt mấy năm sau của hai người, để cho trong lòng người cảm thấy ấm áp. Bụng Tô Yên đã bắt đầu lộ ra, đặc biệt là lúc nằm xuống, nơi bụng nâng lên một đoàn, càng thêm rõ ràng. Tô Yên gặp Lục Cận Phong đứng bất động bên cạnh giá sách, buồn bực anh làm sao thế? Vừa đi ra ngoài có một chuyến thôi mà đã u buồn vậy. Lục Cận Phong định thần, Tiểu Yên, ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng đi. Vội vàng thế hả? Tô Yên hỏi, ngày mai là ngày tốt sao? Lục Cận Phong đi đến chỗ Tô Yên, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ấm áp cười nói, ở cùng với cô, ngày ngày đều là ngày tốt lành. Tô Yên cười, miệng càng ngày càng ngọt. Lục Cận Phong ôm em Tô Yên, ngày mai đi thôi, anh muốn sớm một chủ muốn để tên của em xuất hiện trên ô phối ngẫu của anh. Được, Tô Yên cười đáp ứng, ngày mai sẽ đi. Còn có giả mồm cãi láo gì đó, chuyện sớm hay muộn. Tiểu Yên, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, quãng đời còn lại đều chỉ có em thôi. Lời tâm tình giản dị không màu mè, thường được hưởng thụ nhiều nhất. Tô Yên cảm giác mỗi một cái tế bào đều vô cùng ngọt ngào. Hôm sau, Lục Cận Phong dậy sớm, giống như phụ nữ lật tìm quần áo trong tủ, trên giường trên ghế salon ném đầy quần áo. Hai giờ trôi qua, Lục Cận Phong vẫn chưa quyết định được nên mặc bộ quần áo nào, đeo chiếc cà vạt nào, đi đôi giày nào. Tô Yên cạn lời, ngáp một cái, còn không đi ra ngoài. cục dân chính sẽ đóng cửa đấy. Bà chủ lục đeo chiếc nào thì đẹp. Trong tay lục cận phong cầm mấy cái cà vạt, không biết chọn như thế nào. Ngày quan trọng như vậy, chắc chắn không thể làm qua loa được. Tô Yên rất ít khi nghe lục cận phong gọi cô là bà chủ lục, đột nhiên nghe xong, cảm thấy cũng không tệ lắm, còn êm tai hơn so với gọi bà xã nhiều. Cái này đi. Tô Yên chọn cà vạt màu bạc nhéo nhéo mặt của Lục Cận Phong, với cái gương mặt nào cho dù khoác bao tải cũng đẹp mắt. Lời này lấy lòng Lục Cận Phong. Được, nghe lời bà chủ Lục vậy. Lục Cận Phong giao quyền lựa chọn cho Tô Yên, quần áo đều do Tô Yên kết hợp. Nửa giờ sau, hai người mặc chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài. Hạ vũ mặc thì thầm, con cũng muốn đi. Lục Cận Phong dắt Tô Yên lên xe, chú với mẹ con đi lĩnh chứng, con xem náo nhiệt cái gì, trước tiên sang bên cạnh chơi đi, lúc trở về sẽ phát hồng bao cho con hạ phi cũng xuất hiện người tình cờ gặp cũng phải có phần tâm trạng của lục cận phong vô cùng tốt hào khí nói ai cũng có phần chia sẻ niềm vui tô yên ngồi ở trong xe mỉm cười cô không cảm thấy khẩn trương chỉ có hạnh phúc lục cận phong thực hiện lời hứa của anh sau khi khôi phục mắt thì đi lĩnh chứng ngay lục cận phong đi đường tắt đến cục dân chính trong cốp sau còn chuẩn bị một túi lớn kẹo mừng và hồng bao Gặp ai cũng chia quà. Nhân viên công tác của cục dân chính dường như đều được nhận hồng bao của cậu chủ Lục, được ăn kẹo mừng của cậu chủ Lục. Trước đó Tô Yên cũng không biết Lục Cận Phong sẽ chuẩn bị những thứ này, nghe thấy người khác không ngừng chúc mừng bọn họ trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long, cô cười trả lời cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Giấy kết hôn vừa đến tay, còn chưa đi ra khỏi cục dân chính, Lục Cận Phong đã khoe giấy đăng ký kết hôn lên Weibo. Ngay sau đó toàn bộ internet đều tê liệt. Chương 238, chào mở cả. Lục Cận Phong cũng đã quá khoa trương rồi. Weibo của anh ấy hiếm khi đăng bất kỳ thông tin nào. Cho đến nay, đây là lần thứ hai, còn lần cuối cùng đăng Weibo là cách đây vài năm. Trước khi Lục Cận Phong bị què, bị hủy dung, anh đã từng được mệnh danh là ông chồng quốc dân, ngay khi anh vừa mới đăng ký Weibo chỉ trong một đêm lượt theo dõi đã lên đến hàng chục triệu sau lần giả què, anh đã mất đi không ít fan, khoảng thời gian trước, Lục Cận Phong xuất hiện với gương mặt thật, độ nổi tiếng lại tăng vọt, lượng fan gần hơn 100 triệu. Thường thì chỉ là những fan giả dùng tiền để mua, không có động tính gì, một dòng trạng thái của Lục Cận Phong đã khiến mọi thứ bùng nổ. Đây là lần thứ năm Lục Cận Phong kết hôn rồi, nhưng đây là lần duy nhất anh công bố giấy đăng ký kết hôn. Giấc mộng của 1,3 tỷ cô gái đã tan tành, anh chồng quốc dân đã trở thành chồng của người ta. Bài đăng của Lục Cận Phong đã có hàng triệu lượt chuyển tiếp chỉ trong vòng vài phút, phía dưới phần bình luận tràn ngập những lời chúc phúc, những lời chúc phúc đẫm nước mắt. Ngay sau đó chuyện người nắm quyền tập đoàn Lục Thị và Tô Yên đăng ký kết hôn đã lên thẳng bảng hot nhất Trên đường trở về, Tô Yên lướt Weibo trên xe, Lục Cận Phong, có phải chúng ta đã quá cường điệu rồi không? Dòng trạng thái này của anh đã làm tổn thương trái tim của hàng trăm triệu cô gái đấy. Cách một màn hình, nhưng tôi yên dường như có thể nghe thấy tiếng từng trái tim đang tan vỡ trong mắt lục cận phong tràn đầy sự cương chiều cong môi anh chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng em là vợ của anh có giấy đăng ký kết hôn rồi trong lòng lục cận phong cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều cho dù bí mật bị tiết lộ cho dù một ngày nào đó trần tố anh tỉnh lại sẽ không đồng ý thì cũng chẳng làm được gì anh và tôi yên đã là vợ chồng hợp pháp rồi trong lòng tôi yên ngọt ngào điện thoại di động của cô không ngừng reo lên Vợ chồng Lưu Tuyết Lam, An Hinh và Tô Đình Nghiêm, ai nấy cũng đã nhìn thấy tin tức trên Weibo, liền gửi tin nhắn hỏi thăm. An Hinh, mẹ ơi, cậu thật sự đã đăng ký kết hôn rồi à? Tô Đình Nghiêm, đăng ký kết hôn là một chuyện lớn mà sao con lại không thông báo cho cha một tiếng? Lưu Tuyết Lam, chúc mừng Tiểu Yên, mẹ rất vui mừng khi nhìn thấy tụi con công bố giấy đăng ký kết hôn. Lý Văn cũng gửi tin nhắn đến chị, em muốn ăn kẹo hỉ ngay cả lâu doanh nhìn thấy hot sắt trên mạng cũng nhắn tin đến tiền đã chuẩn bị xong rồi bao giờ mới được uống rượu mừng đây tô yên khá ngạc nhiên vì lâu doanh keo kiệt như vậy mà lại chủ động chuẩn bị khoản tiền này nhiều tin nhắn như vậy nhưng tô yên chỉ trả lời một mình tô đình nghiêm lão đồng chí tô hiện tại con rất hạnh phúc n nuôi dưỡng của tô đình nghiêm cô sợ rằng cả đời này mình cũng sẽ không thể đền đáp hết được cô cũng biết tô đình nghiêm không phải tức giận mà chỉ đang dở thói trẻ con giận dỗi mà thôi. Tô Đình Nhiêm ở bên kia màn hình nhìn thấy tin nhắn Tô Yên gửi tới, nở nụ cười nhân hậu, quay đầu chào hỏi nhóm bạn cũ, hôm nay con gái tôi kết hôn, hôm nay tôi rất vui, mọi người cứ thoải mái chơi, tôi sẽ thanh toán. Nhìn thấy tin tức có người chúc phúc, cũng một số người đang âm thầm đau buồn. Khi Chu Kiệt nhìn thấy hot search trên Weibo, trái tim anh ta lạnh đi một nửa lục minh khánh đang quay phim sau khi nhận được tin hai người họ đã đăng ký kết hôn anh ta sững sờ một lúc lâu như tảng đá còn tần nhã hân đang cách xa hàng nghìn dặm đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy tin tức này a à, thứ đàn bà hèn hạ đó vậy mà lại đi đăng ký kết hôn với anh cận phong không biết xấu hổ cô ta không xứng làm vợ của anh cận phong tần nhã hân tức giận đập vỡ hết mọi thứ cô ta có thể đập chu an bước vào vẻ mặt không chút biểu cảm dọn dẹp tàn cuộc cô hai ván đã đóng thuyền rồi việc cô nên làm nhất bây giờ chính là tiếp quản toàn bộ địa sát nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay của mình tần lão đại đang ở trong đó không ra được cô cả cũng không quay về đây chính là cơ hội tốt hiện tại tôi làm gì có tâm trạng để lo lắng đến những chuyện này chứ anh cứ lo liệu đi anh là người mà tôi tin tưởng nhất trong đầu của tần nhã hân toàn là suy nghĩ làm thế nào để khiến hai người họ ly hôn thật sự không có tâm trạng chấp lấy thời cơ để chiếm đoạt ngôi vị gì đó. Một tia sáng mờ ảo lóe lên trong đáy mắt của Chu An, khó xử nói, cô hai, dù sao thì tôi cũng không phải người nhà họ Tần, e rằng sẽ khó khiến mọi người nể phục. Tần Nhã Hân ném chiếc nhẫn, là biểu tượng cho thân phận của người nhà Tần cho Chu An, anh cầm lấy cái này, ai còn dám không nghe lời anh. Bây giờ tôi phải đi đến đế đô một chuyến, không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm tôi trong lòng Tần Nhã Hân đang dối bời, hiện tại cô ta chỉ muốn mau chóng đi đến đế đô. Chu An cầm chiếc nhẫn, trong đáy mắt lướt qua vẻ đã đạt được lòng tham của mình, cô hai cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý tốt địa sát, cô có thể yên tâm đi đế đô làm việc của mình. Mặt của Tần Nhã Hân vẫn còn chưa khỏi, nên chỉ có thể đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, cô ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi tới đế đô. Một giờ sau khi Lục Cận Phong và Tô Yên đăng ký kết hôn, Điện thoại di động của Lục Cận Phong đổ chuông, đó là một số lạ. Tô Yên tình cờ cầm điện thoại lên, "Lục Cận Phong, điện thoại của anh." "Em cứ nghe đi, Lục Cận Phong đang bị Hạ Phi và Hạ Vũ mặc tống tiền, nhưng chỉ trong vài phút, anh đã bị 6 nhân vật tống tiền rồi." "Bao lì xì này có hơi lớn quá rồi đấy." "Hạ Vũ mặc, cưới một tặng hai, bao lì xì này còn chưa đủ nữa đấy, cha à cha keo quá." "Hạ Phi, trong bụng mẹ vẫn còn hai em gái nữa." cha, bao lì xì của em gái con và em trai sẽ tạm thời cất giữ giúp. Cứ nắm vào ngay tiếng cha này, làm sao mà Lục Cận Phong có thể keo kiệt được có chứ? Chỉ là, Lục Cận Phong mở ví ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, người nắm quyền tài chính không là cha, mà là mẹ của mấy đứa đấy, tất cả tiền tiêu vặt của cha đều cho mấy đứa hết rồi nè. Hạ Vũ mặc ló đầu liếc nhìn vào ví tiền của anh, sau đó bĩu môi keo kiệt. Hạ Phi cũng quay đầu, buồn xỉn Thấy ba cha con đang vui đùa, Tô Yên cũng đi nghe điện thoại. Alo, xin chào, xin hỏi anh là anh Lục đúng không? Cô Tần Nhã Đan đã tự sát trong phòng của mình rồi. Lòng bàn tay Tô Yên chợt lạnh, cô nói lại lần nữa đi, cô Tần Nhã Đan sao rồi? Đầu bên kia điện thoại lặp lại, cô Tần Nhã Đan uống một lượng lớn thuốc ngủ để tự tử. Lục Cận Phong nhận thấy có gì đó không ổn liền nhìn sang, Yên Yên, có chuyện gì vậy? Tô Yên lúng ta lúng túng nói, Tần Nhã Đan, tự sát rồi. Nghe vậy, Lục Cận Phong cũng là sướng sờ vài giây. Anh đã cho Tần Nhã Đan quyền lựa chọn bởi vì anh không muốn tự mình đưa cô ta đi đầu thú, nhưng anh không ngờ Tần Nhã Đan lại dùng cách đoạn tuyệt như vậy để rời khỏi thế gian. Khi nhân viên khách sạn phát hiện thi thể của Tần Nhã Đan thì đã cơ thể lạnh rồi, theo giám định của Pháp Y, thời điểm tử vong là vào đêm qua. Dù gì cũng đã từng quen biết, người chết như ngọn đèn đã tắt mọi ân oán đều tan biến. Tần Nhã Đan không có bạn bè ở đế đô, ngoại trừ Lục Cận Phong lo liệu hậu sự thì cũng chẳng còn ai nữa. Lục Cận Phong vẫn phái người đi thông báo cho Tần Trấn Lâm biết tin Tần Nhã Đan đã chết. Khi Tần Nhã Hân đến đế đô, cô ta cũng tình cờ phụ giúp thu dọn thi thể. Tối hôm qua còn gọi điện thoại, hôm nay mới đến, thứ nhìn thấy lại là một thi thể, trái tim Tần Nhã Hân chấn động, nhìn thi thể thật lâu không dám đi tới cho dù hai chị em dù có bất đồng với nhau như thế nào thì dù sao cũng là chị em, những chuyện không vui đó cũng theo cái chết mà tan biến đi mất, chỉ còn lại tình chị em. Biệt thự Nam Sơn Trong lòng Tô Yên đang dối bời, Lục Cận Phong đã đi lo liệu hậu sự cho Tần Nhã Đan. Hạ Vũ mặc đi vào, mẹ, dưới lầu có người tìm mẹ. Được, Tô Yên đi xuống lầu, liền nhận ra là Chu Hoàng Long tới. Tô Yên khá ngạc nhiên, Tần Phương Linh và Tô Vân đều đã vào tù rồi, chuyện của chu kiệt cũng đã lắng xuống chu hoàng long còn tới tìm cô để làm gì tổng giám đốc chu tô yên rất khách sáo bảo người giúp việc bưng trà lên cô tô ồ không phải bây giờ nên gọi là mợ cả lục rồi nhỉ chu hoàng long rất điềm đạm tươi cười vừa nhìn đã thấy cả một bụng đầy điều xấu xa rồi tổng giám đốc chu tới tìm lục cận phong sao không phải tôi tới đây để tìm mợ cả lục chu hoàng long than ngắn thở dài tiểu vân sắp sinh rồi điều kiện trong tù thực sự rất kém, tôi cũng không sợ mợ cả lục chê cười. Hôm nay, tôi đã từ bỏ cái bản mặt già này để đến tìm mợ cả lục, chỉ để cầu xin cô có thể thương tình, tha thứ cho Tiểu Vân, để con bé có thể được ra ngoài trước thời hạn. Chuyện này đã lâu như vậy rồi, Chu Hoàng Long lại đột nhiên tới xin sỏ, Tô Yên thực sự rất kinh ngạc. Chuyện này tôi không thể quyết định được. Tô Vân đã làm tổn thương mẹ chồng của tôi ông nên đến gặp lục cận phong hoặc là mẹ chồng của tôi để cầu xin tha thứ sao lại đến tìm tôi chứ hiện tại ai mà không biết lục cận phong chỉ nghe một mình cô bà lục lại đang hôn mê bất tỉnh vậy thì tôi chỉ phải đến tìm mợ cả lục mà thôi chu hoàng long nói trước đây chu kiệt vì để cứu mợ cả lục mà suýt chút nữa đã mất cả mạng cô dơ cao đánh khẽ tha cho tiểu vân một lần cứ xem như là trả ân tình đó tổng giám đốc chu chuyện nào ra chuyện đó làm sao có thể trộn lẫn với nhau được. Tô Yên cao mày ngắt lời Chu Hoàng Long, tôi, Tô Yên, ân oán rõ ràng. N tình là tôi nợ cậu cả chủ, chứ không hề nợ tổng giám đốc Chu ông, hôm nay là nếu cậu cả chủ mở lời, có lẽ là tôi sẽ cân nhắc. Chu Hoàng Long bị mắng đến mức mặt đã không nén được giận, sắc mặt trở nên xa xầm lại. Trường 239, tới công trường dọn gạch. Chu Hoàng Long im lặng một lúc, hỏi tại sao cô không cho tôi một cơ hội. Bà Lục, cô cũng là mẹ, Vân Nhi lúc trước con bé mắc sai lầm, nhưng con bé cũng biết lỗi rồi, hơn nữa đứa nhỏ vô tội mà. Tô Yên uống một ngụm nước, Tổng Giám Đốc Chu, chắc ông không biết tính cách của Tô Yên tôi rồi, vừa rồi ông Chu nói có câu đúng, đúng là đứa nhỏ vô tội, nhưng cũng không thể lấy đó làm cớ để bắt cóc người khác đúng không? Tô Yên mềm không được rắn cũng không xong, Trần Tú Phân vẫn còn chưa tỉnh, Lục Cận Phong cũng chưa bày tỏ thái độ, làm thế nào mà cô có thể đưa ra quyết định thay mặt cho Trần Tú Phân và Lục Cận Phong, tha thứ cho Tô Tuyết được. Chu Hoàng Long nhìn Tô Yên chầm chầm một hồi, sau đó chợt nở nụ cười, Chu Hoàng Long tôi hoành hành ngang dọc trên thương trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người không ăn cứng không ăn mềm như bà Lục đây, cô thật là vô nhân tính. Tô Yên ngoài mặt cười nhẹ, Tổng Giám Đốc Chu, ông thật sự làm tôi khó xử, ông nói vậy không phải là vụ oan cho tôi sao? Tôi vừa vào cửa nhà họ Lục, tôi thật sự chưa làm người nhà họ lục được bao lâu. Ông có thể đi gặp lục cận phong, hoặc là lão gia cũng được. Nói thật hay, Chu Hoàng Long biết Tô Yên khó có thể buông tay. Không có ích lợi gì để ở lại lâu hơn nữa. Xin lỗi đã làm phiền. Tổng giám đốc Chu đi từ từ, không tiễn. Đối với một người từng muốn có mạng sống của chính mình, cô còn có thể tốt tính nói nhiều với ông ta như vậy đã là tốt lắm rồi. Hạ bảo nằm ở trên sofa phía sau nghe lén, đợi chu hoàng long rời đi hạ bảo nói mẹ người này sẽ không dễ dàng từ bỏ ước chừng còn có kế hoạch không tốt hạ bảo khinh thường nói đừng sợ hiện tại chúng ta đã có cha rồi tô yên cười nói không có tiến bộ gì cả mới nhỏ như vậy đã biết dựa dẫm vào cha rồi hạ bảo cười khúc khích mẹ nếu ba lấy mẹ thì cha phải đứng ra bênh vực mẹ chuyện nhỏ này mà không giải quyết được đàn ông chúng ta sẽ rất xấu hổ đúng không cái miệng nhỏ này còn thật sự cái gì cũng có thể nói được, lại còn nói rất có lý nha. Tô Yên thật sự bị thuyết phục đối với đứa nhỏ này. Hai người con trai, một xảo quyệt và một điềm tĩnh, bổ sung cho nhau. Cái chết của Tần Nhã Đan khiến nhiều người bàng hoàng, vạn nhất cũng vội vàng chạy về. Khi nghe tin Lục Minh Khánh cũng đã rời đoàn phim để đến chia buồn. Vào ban đêm, lúc Lục Cận Phong trở về, Tô Yên cởi áo khoác treo lên mắc áo cho anh, anh mệt mỏi thì ngủ một giấc đi. Lục Cận Phong vẻ mặt đầy mệt mỏi. Yên yên, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Lục Cận Phong áp chán vào chán Tô Yên, hai tay ôm đầu Tô Yên, xuyên ngón tay vào tóc cô. Tô Yên nhếch môi cười, chỉ cần anh đối xử tốt với em, mỗi đêm đều là đêm tân hôn. Nghe vậy, Lục Cận Phong cười khẽ. Đêm nay thực sự không thích hợp, tần nhã đan vừa mới qua đời, sức khỏe Tô Yên không tốt, Lục Cận Phong đương nhiên sẽ không làm gì tàn cho của Nhã Đan, anh đã kêu Tần Nhã Hân mang về rồi. Nghe cách Lục Cận Phong gọi tên của Tần Nhã Đan được khôi phục như trước đây, tôi yên biết Lục Cận Phong đã tha thứ cho Tần Nhã Đan. Vậy thì, lúc nào anh mới để cho Tần Trấn Lâm ra mặt? Ba chữ Tần Trấn Lâm khiến Lục Cận Phong cảm thấy như bị điện giật, bây giờ điều anh không muốn nghe nhất chính là ba chữ này. Anh có chút mệt mỏi. Anh đi tắm rửa trước. Lục Cận Phong buông Tô Yên ra, bước vào phòng tắm, tôi yên có chút trai dối. Mọi chuyện vừa rồi vẫn ổn, nhưng lại thay đổi quá nhanh. Nghĩ tin tần nhã đan tự sát, tôi yên lập tức đoán được, vừa mới biết chuyện lại nghe tin tần nhã đan tự sát, tâm trạng anh nặng nề cũng là chuyện bình thường. Tô Yên cũng không nghĩ nhiều, cô nằm ở trên giường nghỉ ngơi trước. Sau khi nằm trên giường, đến mãi khi Tô Yên ngẩn người, mơ màng, Lục Cận Phong mới đi lên giường nghỉ ngơi. Lục Cận Phong theo thói quen ôm Tô Yên vào trong lòng, Nhẹ nhàng hôn lên má cô, "Bà xã, ngủ ngon." Hơi thở nóng rực phun vào tai Tô Yên, ngứa ngáy, Tô Yên theo bản năng trong giấc ngủ sờ sờ lỗ tai, chờ mình tiếp tục ngủ như một con mèo lười biếng. Lục Cận Phong nhìn giấy đăng ký kết hôn trên bàn đầu giường rồi nhìn người vợ trong tay, cảm thấy rất hài lòng. Đêm đó, Tô Yên ngủ rất say, nhưng Lục Cận Phong lại gặp ác mộng. Anh mơ thấy cha mình bị tai nạn ô tô, xe tải tông trực diện vào đầu xe của cha anh bị va quẹt, lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi xe tự chắc cháy. Lửa sáng rực, cha anh đau đớn gào thét trong biển lửa. Cha! Lục cận phong chật vật tỉnh lại sau cơn ác mộng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trời đã dạng đông. Tô Yên xuống lầu ăn chút bữa sáng cho căng bụng, đẩy cửa bước vào, gặp ác mộng à. Lục cận phong ngồi trên giường một hồi, mới chợt hoàn hồn, yên yên, lát nữa chúng ta đến nhà cũng một chuyến, kính trả cho ông nội được rồi cô ấy bây giờ là con dâu của nhà họ lục nên hầu trà cho các vị trưởng lão là chuyện đương nhiên sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ đến nhà cũ của nhà họ lục ông cụ lục đã sớm đợi ở đại sảnh trà đã chuẩn bị xong phong bao lì xì cũng đã chuẩn bị xong ông nội mời uống trà hai người quỳ xuống lục cận phong đưa lên một tách trà lão lục nhận lấy nhấp một ngụm đưa cho lục cận phong một phong bao đỏ sau khi kết hôn sau này nên kiềm chế tính khí của cháu lại. Cùng yên yên có một cuộc sống tốt, sống thật tốt. Lục Cận Phong nghe lời dạy, "Vâng, ông nội." Tô Yên bưng trà đưa cho ông cụ, "Ông nội, uống trà đi." Được rồi, ông cụ rất vui, đã đợi ông nội này rất lâu rồi. Ông lão uống trà xong, đưa cho Tô Yên một phong bao lớn màu đỏ và một đôi vòng tay bằng ngọc, "Nếu Tiểu Phong bắt nạt cháu, hãy trở về nói với ông nội, ông sẽ dạy cho nó một bài học." Lục Cận Phong không vui, ông ơi, cháu là cháu của ông đó, cháu mới là người suốt ngày bị bắt nạt. Đàn ông để vợ bắt nạt là đúng rồi, ông cụ Lục bất công, lời lẽ đoan chính, cúi đầu nói nhỏ với Lục Cận Phong, nếu muốn ngày nào cũng được ngủ trên giường, thì hãy nghe lời ông nội, đừng chọc tức vợ của chính mình, đây là kinh nghiệm mà ông nội đã đúc kết mấy chục năm. Xem ra ông cụ cũng là người có chuyện xưa. Lục Cận Phong mỉm cười, cội nguồn sợ vợ là từ ông bà xưa truyền lại sau khi dâng trà lục cận phong với tôi yên cùng với ông lão trò chuyện và chơi cờ đúng lúc này người hầu đi vào chủ nhân nhị thiếu gia đã trở lại nhị thiếu gia trong miệng người hầu chính là lục gia hành sau khi lục gia hành và lục thừa mẫn bị đuổi ra ngoài tôi yên không bao giờ nhận được tin tức từ họ nữa ông cụ lục nhìn thoáng qua phản ứng của lục cận phong sau đó nói cho người vào đi một lúc sau lục gia hành đi vào Trước kia lục gia hành ăn mặc hàng hiệu nổi tiếng, một bộ vest cơ bản cũng đến mấy trăm vạn, một chiếc đồng hồ trên tay cũng hơn một trăm vạn, nhưng hiện tại lại giản dị, gần như không thể nhận ra. Mặc một chiếc áo khoác màu đen ngắn cuốn cớn, quần jean và giày thể thao, ước tính cả người chưa đến hai trăm tệ, tất cả đều là hàng rong. Ông ta cắt đầu cua, khuôn mặt ông ta sạm đen, sút cân, để dâu, trông già đi rất nhiều, nhìn chỉ như là một người bình thường, không còn nhận ra ngày xưa sang trọng huy hoàng khi ông cụ Lục nhìn đứa con trai thứ hai của mình như một kẻ ăn mày vẫn rất đau khổ hôm nay nghĩ sao mà lại đến đây Lục gia hành cầm trong tay sữa mấy chục tệ mua ở siêu thị đặt ở trên bàn cười ba nghe nói cháu trai lớn kết hôn cho nên con đến đây chúc mừng Lục gia hành nói xong nhìn Lục cận phong và tô yên cười nói cháu trai trưởng cháu dâu chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc vạn sự như ý đoàn kết mãi mãi đây là phong bao đỏ do chú hai đưa cho, đừng ngại ít nhé." Lục Gia Hành lấy ra phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn, trong đó có 800 đồng. Lục Cận Phong và Tô Yên không nhận, Lục Gia Hành lại nói, "Cầm lấy đi, tiền này sạch sẽ, chú kiếm được từ việc chuyển gạch trên công trường với anh họ của cháu, chú chỉ tới nói chúc mừng thôi. Một lúc nữa chú sẽ đi, phải trở lại trên công trường, chú có quá nhiều việc phải làm." Tô Yên kinh ngạc, Lục Gia Hành cùng con trai đến công trường chuyển gạch vốn tưởng rằng lục gia hành đến để lấy lòng muốn nhân cơ hội trở về không ngờ người ta lại muốn về khuôn gạch đá ông cụ lục cảm thấy xót xa tô yên liếc mắt nhìn lục cận phong phong bì màu đỏ này chấp nhận hay không chấp nhận lục cận phong liếc mắt nhìn trên tay lục gia hành ra tay khô nứt còn có rất nhiều vết thương nhỏ đúng là làm việc nặng lục cận phong gật đầu với tô yên tỏ ý có thể tiếp nhận tô yên xấu hổ nhận lấy Lục Cận Phong nói cảm ơn chú hai. Nhân tiện, nhờ chú trở về nói với anh họ của cháu một tiếng. Lục gia hành vui mừng khôn xiết, lời gì? Vận chuyển gạch cũng tốt, bao nhiêu ngành nghề, cái nào cũng có người tài giỏi. Vận chuyển cũng chưa chắc không có tương lai. Lục gia hành, vui vẻ nhầm rồi. chương 240, Lục Cận Phong là báu vật cổ trăm năm. Lục gia hành mất đi tính nóng nảy và trở nên bình tĩnh hơn nhiều, chú sẽ nói cho thừa mẫn biết những gì cháu trai cả đã nói lục gia hành khá xúc động chú cưng chiều thừa mẫn nhiều năm như vậy cho nó chịu đựng gian khổ một chút cũng tốt chúng ta đã thấy rõ rất nhiều người cũng đã mài dũa tính cách của mình chú tin rằng thừa mẫn sẽ tự tay mình xông pha ra bầu trời nói xong lục gia hành lại nhìn về phía ông của lục ba ba có ý tốt thừa mẫn và con đều hiểu ba giữ gìn sức khỏe con sẽ trở lại công trường trước đây lục gia hành xem ra vô cùng cảm kích ông cụ lục rất hài lòng muốn tài xế chở lục gia hành đi một đoạn nhưng lục cận phong lại lén lắc đầu với ông từ thanh đạm trở thành xa hoa thì dễ từ xa hoa trở nên thanh đạm mới là khó lục gia hành chỉ mới có chút hối hận cũng không thể bỏ qua ngay được ông cụ lục mới chịu thôi ngay khi lục gia hành rời đi lục cận phong cũng đứng dậy ông nội cháu đưa yên yên đến nghĩa trang để thăm bái cha cháu cháu nên đi cúng bái đi. Ông cụ lục nói, cháu vừa mới kết hôn, đến mộ cha cháu để báo tin cho nó một tiếng cũng tốt. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Lục Cận Phong nhắc tới cha mình. Lục Cận Phong đi tới bên cạnh Tô Yên, rất tự nhiên nắm tay cô đi ra ngoài. Ra khỏi nhà cũ của nhà họ Lục, khi xe đi qua trạm xe buýt, Tô Yên nhìn thấy Lục Gia Hành đang đợi xe. Cậu hai của anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không gánh nổi cực khổ này em có biết tại sao nhà họ lục lại có địa vị như ngày nay không lục cận phong nói chịu đựng những gì người thường không chịu nổi lục thừa mẫn đã chịu đựng nhiều năm để nắm quyền mới chỉ đi quân vác gạch ở công trường mà thôi anh ta còn có thể chịu đựng được khó khăn này tô yên tò mò nói khi nào thì để bọn họ trở về lục cận phong tính tình lạnh lùng ấm áp hai người đó là họ hàng thân thiết của anh anh cũng không thể quá tuyệt tình được đợi ngôi nhà trên mảnh đất phía tây ngoại ô xây xong bọn họ sẽ trở về là cô nhi viện nơi hạ bảo bối ở trước đây nhà đã bị phá bỏ rồi hai người bọn họ đang ở trên công trường cũng là do anh sắp xếp phải không nếu cô nhớ không lầm dự án đó ban đầu là do lục thừa mẫn đề xuất không phải do anh sắp xếp bọn họ có thể không có nơi nào để đi tự mình chạy đến công trường thôi lục cận phong hơi nhếch môi mỏng anh chỉ chào một vòng các công ty không ai dám nhận anh ta. Mà với tính khí của lục thừa mẫn, anh ta bỏ đi khỏi đế kinh là điều không thể. Thật là một con cáo giả đầy mưu mô. Tô Yên đầu đầy vạch đen than thở, anh đã tính toán để lục thừa mẫn sung sướng trước đây từng bước đi đến nỗi phải chuyển gạch trên công trường. Em đột nhiên nhận ra, có phải chuyện gì cũng có bí mật không? Có phải anh cũng âm mưu đối với em hay không? Lục cận phong một tay lái xe, một tay để chống, nắm lấy tay Tô Yên, Đan các ngón tay vào nhau, "Yên Yên, anh có một bí mật muốn nói với em." "Bí mật gì?" Vẻ mặt Lục Cận Phong nghiêm túc, Tô Yên vừa nghe xong có chút căng thẳng, cũng có chút chờ mong. "Thật ra thì, đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, Lục Cận Phong dừng xe nhìn Tô Yên, "Thật ra, anh đã sống mấy trăm năm. Chúng ta quen nhau mấy đời rồi. Anh mấy đời trước đều tính toán em rồi. Mỗi lần em đều đầu thai như vậy, anh sẽ tìm em đầu tiên." sau đó lừa gạt em làm vợ của anh thật là tô yên biết lục cận phong đang nói đùa cho nên rất hợp tác ánh mắt đào hoa hồn nhiên hỏi chồng à anh có thể sống được bao lâu hai bàn tay siết chặt thêm một chút lục cận phong nói với giọng điệu yêu thương vậy thì tùy em em đã luân hồi bao nhiêu lần rồi ôi phu quân thật tình cảm tô yên nháy mắt tinh nghịch duỗi tay ra chồng có mang về được di vật văn hóa hàng trăm năm nào không cái nào có giá trị ấy ngay cả cái bát từ hàng trăm năm trước cũng được, coi như đồ cổ, nếu không thì có đôi đũa cũng được. Sau vài giây suy nghĩ Lục Cận Phong nói, yên yên, anh không phải là di vật văn hóa giá trị nhất sao? Tô Yên sửng sốt một chút, sau đó cười rạng rỡ vui vẻ hôn lên mặt Lục Cận Phong, thật đáng tiếc, tại sao lại không trao giải Oscar cho anh nhỉ? Trao cho anh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh thích giải thưởng của em hơn. Em được trao giải thưởng gì? Lục Cận Phong dùng ngón trỏ chỉ vào má bị hôn, nụ hôn của nữ thần. Cha, miệng anh rót mật đấy à? Dọc theo đường đi Tô Yên bị anh chọc cho buồn cười, tâm trạng rất tốt, hai người tán gẫu cười nói đi tới Nghĩa Trang. Sau khi xuống xe, Lục Cận Phong cũng không ngừng dẫn Tô Yên đi về phía bia mộ của cha mình. Lăng mộ của cha Lục luôn được chăm sóc cẩn thận, không có cỏ dại mọc, Lục Cận Phong đặt trái cây, hoa và nến trước lăng mộ. Tô Yên nhìn cha Lục trên bia mộ, Ông ấy còn khá trẻ, chắc khoảng 40 tuổi. Lục Cận Phong thắp nến và đốt tiền giấy cho cha Lục. Yên yên, lại cha đi. Dạ được. Lần đầu tiên nhìn thấy cha chồng, Tô Yên vẫn rất nghiêm túc, cung kính, đốt giấy tiền quỳ lại rồi nói to cha ơi. Con là con dâu của cha, Tô Yên. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, con hy vọng cha có thể vừa lòng với con dâu. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên quỳ trước mộ, vẻ mặt phức tạp không thể không nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua. Từ khi kết hôn với Tô Yên, cho dù hậu quả có như thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi. Lục Cận Phong đưa Tô Yên đến đây, anh còn có một ý tứ sâu xa khác, yêu cầu Tô Yên quỳ lạy cũng coi như trả xong món nợ cho cha mình. Trong lúc cúng bái, Tô Yên không hỏi cha Lục Cận Phong chết như thế nào, khi quay đầu lại, Tô Yên mới hỏi, Lục Cận Phong, cha chết như thế nào? Tai nạn xe cộ, Lục Cận Phong chỉ nói mấy chữ, không nói gì thêm. Khi nói đến cha cô, tôi yên nghĩ đến Tần Trấn Lâm. Đây là chuyện khiến cô đau đầu, có nên thừa nhận hay không? Không nhận chính là làm lạnh bốt trái tim của người mẹ dưới cửa tuyền. Vừa nghĩ tới đây, di động của Lục Cận Phong vang lên, anh trực tiếp bật kết nối rảnh tay. Cuộc gọi là của Hạ Vũ. Ông chủ, Tần Trấn Lâm đã ra ngoài. Nghe vậy, Lục Cận Phong lập tức dừng ở ven đường, tắt loa ngoài việc Tần Nhã Đan tự sát cũng ảnh hưởng không ít đến Tần Trấn Lâm. Nếu Tần Trấn Lâm có thể đến được địa vị như ngày hôm nay, ông ta đương nhiên có mối quan hệ của riêng mình, nên không phải là không ra ngoài được. Sau khi Tô Yên nghe tin Tần Trấn Lâm ra ngoài, trong lòng cô khá phức tạp, nhưng phản ứng của Lục Cận Phong khiến cô càng thêm bất an. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Cận Phong đưa Tô Yên trở lại biệt thự Nam Sơn, sau đó rời đi. Tô Yên đang buồn bực, đúng lúc này, một người chuyển phát nhanh đến gọi tô yên đến ký nhận tô yên khó hiểu cô không có mua gì tự hỏi có lẽ là do bạn bè gửi nên mới đi ra ngoài một chiếc xe ba bánh chuyển phát nhanh đang đậu trước biệt thự một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang cúi xuống để sắp xếp chuyển phát nhanh trong xe xin chào hàng chuyển phát nhanh của tôi ở đâu tay người đàn ông khẽ dừng lại sau đó hỏi tên gì tôi đi tìm vừa rồi không phải anh gọi cho tôi để kêu tôi đến lấy sao Người đàn ông không ngừng cúi đầu xuống, Tô Yên không nhìn thấy mặt người kia. Là Tô Yên đúng không? Hàng chuyển phát nhanh của cô đã tìm được rồi. Người đàn ông cầm chuyển phát nhanh, ngẩng đầu vừa quay đầu lại. Khi Tô Yên nhìn rõ mặt đối phương, cô vội vã chạy đi trong kinh hoàng. Chương 241: Tô Yên chơi khăm Lệ Quốc Minh. Vệ Đông Vệ Hải. Tô Yên muốn kêu cứu mạng, nhưng cô quên rằng Vệ Đông Vệ Hải đang tập bắn cho Hạ Phi và Hạ Vũ Hà trong phòng huấn luyện trung quy thì Tô Yên đã chậm một bước, Lệ Quốc Minh cầm trên tay một cái khăn nhanh chóng chặn miệng cô lại, không bao lâu cô liền ngất đi. Lệ Quốc Minh nhanh chóng bỏ cô lên xe ba bánh, chiếc xe ba bánh rời khỏi khu biệt thự như không có chuyện gì xảy ra. Lúc chạy qua cửa bảo vệ, còn nhiệt tình chào hỏi với ông anh bảo vệ, vất vả rồi, hút điếu thuốc. Lệ Quốc Minh truyền qua một điếu thuốc, bảo vệ cười cho qua, thức thời lắm đó, các anh làm chuyển phát nhanh một tháng được bao nhiêu tiền mà hút cả thuốc lá. Lễ Quốc Minh cười cười, đủ sống qua ngày thôi. Xe đạp và xe ba bánh đi lối bên phải, bên trái là lối đi cho ô tô. Lễ Quốc Minh ngẩng đầu nhìn chiếc xe con chạy qua, người lái xe chính là Hạ Vũ. Lễ Quốc Minh vội vàng cúi đầu xuống, kéo lấy vành nón và nói, tôi đi trước, còn phải đi gấp chuyến sau. Lúc chiếc xe ba bánh chạy qua ông anh bảo vệ, do cửa xe đóng không chặt nên bảo vệ nhìn thấy có một người ngồi bên trong thì lên tiếng trêu chọc đi làm còn dẫn vợ đi theo hết cách rồi, vợ dính sát. Lệ Quốc Minh giơ tay về phía sau đóng chặt cửa xe lại, đạp chiếc xe ba bánh rồi rời đi. Hạ Vũ ngồi trong xe hơi liếc nhìn một cái, do Lệ Quốc Minh ngụy trang quá tốt, chiếc xe ba gác lại chạy xa rồi, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cũng không nhận ra được. Hạ Vũ quay về biệt thự Nam Sơn, mới đầu cũng không phát hiện ra Tô Yên đã mất tích, Lục Cận Phong về đã gần trạng vạng tối, Hạ Phi và Hạ Vũ mặc từ trong phòng huấn luyện bước ra. Lục Cận Phong hỏi, mẹ của mấy đứa đâu rồi? Hạ Vũ Mặc nói, chắc là mẹ ngủ trong phòng. Lục Cận Phong lên lầu xem qua mấy phòng rồi mà vẫn không thấy người đâu cả. Hỏi người làm cũng nói là không nhìn thấy. Lục Cận Phong đã có chút hoảng rồi. Gọi điện thoại cho Tô Yên thì điện thoại lại reo ở nhà. Bà xã ở nhà mà cũng có thể bị mất sao? Hạ Phi nói, mẹ có hẹn với dì Hinh Hinh hay là dì Út ra ngoài không? lục cận phong liên lạc với an hinh và lâu doanh an hinh tôi yên đâu có ở cùng tôi cậu hai lục à hai người là vợ chồng mới cưới mà sao tôi dám mang vợ anh ra ngoài chứ lâu doanh vợ của mình mà cũng không trông coi cho tốt mất rồi lại tìm đến người của nhà mẹ đòi anh rể à anh có ý gì đây lục cận phong có cảm nhận sâu sắc rằng anh không nên gọi điện thoại cho hai người này sao vậy hả mọi người đều tập hợp ở phòng khách bao giờ mới bắt đầu ăn tối vừa khéo đến bữa ăn tối rồi vạn nhất từ ngoài đi vào anh ta đặc biệt mang theo cơm đến cô vợ bị mất tích rồi lục cận phong đang bực bội trong lòng không ăn cơm muốn ăn thì về nhà họ vạn của cậu mà ăn đi lục cận phong vừa nói vừa điều chỉnh lại camera giám sát khắp nơi trong nhà đều có lắp camera giám sát vạn nhất bực bội nhìn về phía hạ phi chuyện gì đây chứ cha của con ăn phải thuốc nổ rồi à hạ phi nhún vai mẹ mất tích rồi nếu như không tìm về được có ăn phải thuốc nổ hay không thì con không biết dù sao thì tối nay cũng ăn không khí lục cận phong mất vợ liên quan gì tới anh ta chứ mẹ của con cũng không phải là con nít ba tuổi ở đâu ra mà dễ dàng bị mất được vạn nhất cũng không xem mình là người ngoài anh ta đi về phía nhà bếp chị vương tôi đói rồi tối nay đã làm món ngon gì chưa vừa dứt lời trong phòng khách đã truyền ra tiếng kêu của Hạ Vũ mặc người xấu bắt mẹ đi mất rồi Vạn Nhất thất kinh thật sự xảy ra chuyện rồi sao trong đoạn video giám sát mà Lục cận phong thu được tôi yên bị Lệ Quốc Minh bịt miệng ngất đi rồi bị quăng lên xe ba bánh do vấn đề về góc độ của camera giám sát cho nên không thể nhìn thấy mặt của Lệ Quốc Minh Hạ Vũ nhìn thấy chiếc xe ba gác liền nhớ ra Đại ca lúc em quay lại có gặp chiếc xe ba gác đó bên ngoài cửa nhưng anh ta không ngờ rằng Tô Yên sẽ ở trong chiếc xe ba gác đó. Vương Nhất Chen vào nhìn, đại ca, anh nhìn xem người đó có giống lệ quốc minh không? Không thấy được mặt nhưng có thể nhìn ra dáng người. Chỉ cần quen thuộc một chút thì vẫn có thể nhận ra. Lục cận phong liếc nhìn vạn nhất vẻ lạnh lùng, kẻ mù cũng có thể nhận ra mà, mau chóng đi điều tra cho tôi, tìm ra chỗ ở của lệ quốc minh. Lục cận phong hô mưa gọi gió, không dám dây dưa một khắc nào, Lập tức truy tìm tông tích của Lê Quốc Minh. Nếu như Tô Yên lọt vào tay của Lê Quốc Minh chỉ e là lành ít giữ nhiều. Lục Cận Phong lại gọi điện cho Lâu Doanh thêm một lần nữa. Lâu Doanh cứ cho rằng anh lại gọi đến tìm Tô Yên. Cô ta nói với vẻ bất lực, anh rể à, vợ của anh thật sự không có ở chỗ tôi. Yên Yên bị Lê Quốc Minh bắt đi rồi. Nà Ní, Lâu Doanh nhất thời lên cao giọng, cậu đang muốn làm cái gì đây? Cô thân thuộc với Lê Quốc Minh hơn tôi. Cô lập tức tìm chỗ ở của Lệ Quốc Minh, nếu không chị gái của cô sẽ nguy hiểm. "Được, tôi điều tra ngay, lâu doanh cũng không đùa nữa." Bạch Phi Minh ở bên cạnh hỏi, "Đại ca Lệ bắt chị gái của cô làm gì vậy?" "Ai mà biết chứ, ban đầu thì cậu tống Tô Duy đi, bây giờ lại bắt chị của tôi." "Phi Minh à, người tiếp theo chắc chắn là tới phiên chúng ta." Bầu trời tối sầm lại. Trong một nhà nghỉ nhỏ của thành phố bên cạnh, ở căn phòng cuối cùng bên trái trên lầu 3, Tô Yên nằm trên chiếc giường lớn bị trói chặt tay chân. Cô từ từ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Tô Yên nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, trong lòng có chút bối rối. "Tỉnh rồi à?" Cửa bị mở ra, Lễ Quốc Minh ngậm một điếu xì gà bước vào, trong tay bưng một phần mì ăn liền. "Vừa mới nấu cho cháu, ăn đi." Lễ Quốc Minh để bát mì xuống bàn, chỗ này sơ sài, cũng không có món gì khác, "Cháu mau ăn đi." cậu bắt cháu đến đây làm gì? Tô Yên không ăn, cậu không sợ bại lộ hành tung sao? Bây giờ phía cảnh sát đáng tìm bắt cậu khắp nơi. Có gì đáng sợ chứ? Chẳng phải có cháu chống lưng rồi sao? Lệ Quốc Minh rít một hơi thuốc xì gà, Tiểu Yên, cháu thật không biết thức thời. Cậu không muốn làm hại cháu, là tại cháu liên kết với lục cận phòng ép cậu của cháu đi tới bước đường này, vậy thì phải trách cháu rồi. Đây mới chính là bộ mặt thật của ông à. Tô Yên cười lạnh, đại ca lệ, che giấu thật thâm sâu. Lễ Quốc Minh đã không còn là cậu gì nữa trong lòng của Tô Yên, đương nhiên cô cũng không gọi bằng cậu nữa. Lễ Quốc Minh cười nham hiểm, ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ tiểu Tô, "Cậu không có bạc đãi cháu, thiên lang cậu cũng giao cho cháu rồi. Chỉ cần cháu nghe lời thì dựa vào năng lực của cháu tuyệt đối có thể đạp địa sát và ám dạ dưới gót giày." Tô Yên cười khẩy nói, "Kêu tôi làm con rối của ông đi đối đầu với cha mình và người đàn ông của mình, ông làm ngư ông đắc lợi." đại ca lệ đối xử với tôi thật tốt. Nếu như Lục Cận Phong không trung tình với tôi Yên, nếu như cô cũng không phải là con gái của Tần Trấn Lâm thì lệ quốc minh cũng đâu nhắm chúng con cờ như cô. Tiểu Yên, cậu đã nói rồi. Tần Trấn Lâm không phải cha ruột của cháu, đó đều là do cậu nói dối ông ta lúc trước thôi. Cậu một lòng một dạ vì cháu, tại sao cháu có thể nghĩ cậu như vậy chứ, cháu khiến cậu thất vọng quá rồi. Lệ Quốc Minh nói với giọng điệu tựa như là Tô Yên thật sự làm chuyện gì phụ lòng ông ta. Tô Yên rũ mắt xuống, khóe môi nhếch nhếch, đại ca lệ, giữa ông và mẹ tôi, ông cảm thấy tôi nên tin ông hay tin mẹ tôi đây. Vẻ mặt của Lệ Quốc Minh hoài nghi, ý gì đây? Mẹ của cháu, em ấy nói gì? Em ấy đã nói gì với cháu rồi? Tô Yên cúi đầu không nói lời nào, đến mắt cũng nhắm lại. Lệ Quốc Minh không hiểu rõ lắm, bèn đứng dậy bước đến gần, Tô Yên đột nhiên lạnh cóng cả người, toàn thân run rẩy giống như chúng ta vậy. Rồi đột nhiên mở mắt ra với ánh mắt hung ác, cộng thêm ánh đèn lờ mờ trong căn phòng, bộ dạng của Tô Yên càng khiến cho người ta kinh sợ. Đôi mắt của Tô Yên vô hồn, máy móc lên tiếng, anh hai, anh hại em rồi lẽ nào anh còn muốn hại cả con gái em sao? Một tiếng anh hai này làm cho Lệ Quốc Minh sợ đến nổi xém chút hai chân đều mềm nhũn ra. Em, em là Lệ Uyển, là Tiểu Uyển. Tô Yên lại tiếp tục máy móc lên tiếng, "Đúng vậy, em là Lệ Uyển." "Không, Tiểu Uyển đã chết rồi. Em không phải, em là Tô Yên." "Tô Yên, cháu đừng chơi trò này với cậu nữa, thời đại nào rồi, cháu cho rằng cậu sẽ tin những thứ này sao?" "Anh hai, anh còn nhớ 25 năm trước, anh bỏ thuốc phá thai cho em. Hai đứa con trong bụng của em, bị anh hại chết một đứa, anh đã làm những gì với em, chắc anh vẫn chưa quên chứ?" "Nhiệt do so anh tạo." phải nên bị thiên đạo vạn quả. Anh hai, quay đầu là bờ. Nghe vậy, lệ quốc minh bị hù đến mức ngồi bệt xuống đất. Chuyện cho lệ huyền uống thuốc phá thai, ngoại trừ ông ta và lệ huyền ra thì không có ai biết cả. chương 242, toàn nhờ cả vào trí tuệ của chị đây. Mỗi người đều có một con ác ma trong lòng. Và lệ huyền chính là tâm ma mà lệ quốc đống kiêng rẻ nhất. Tô Yên từ từ giơ tay lên, trong mặt không chuyển động, ngón tay chỉ về phía lê quốc minh anh hai anh chia rẽ em với trấn lâm khiến cho anh ấy luôn hiểu lầm em khiến cho em phải hối tiếc cả đời ghi hận cả đời em ở dưới rất cô đơn anh đến bầu bạn với em đi tiểu uyển anh sai rồi anh hai sai rồi anh hai xin lỗi em lệ quốc minh bị hù đến tái mét cả mặt anh hai không có ý này anh hay chỉ muốn tốt cho em em không thể ở cùng với tần trấn lâm được hắn ta mạnh hơn anh về mọi thứ em phải nên ở bên anh Tô Yên lại lạnh run lên, sau đó ngã xuống giường. "Tiểu Uyển, Lễ Quốc Minh vô cùng căng thẳng." Tô Yên chậm chậm mở mắt ra, vẻ mặt hoang mang, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, đầu của tôi đau quá. "Tại sao ông lại kêu tôi là Tiểu Uyển, tôi là Tô Yên, tôi không phải là mẹ tôi, có phải ông biến thái rồi không?" Tô Yên phản ứng rất dữ dội, cố gắng lùi về phía sau. Lễ Quốc Minh thoáng chốc ngơ ngẩn, không thể phân biệt được người trước mặt mình là Lệ Uyển hay là Tô Yên. Hai mẹ con bọn họ quá giống nhau, vừa rồi Tô Yên lại nói những lời đó với giọng điệu của Lệ Uyển, khiến cho ông ta nửa tin nửa ngờ. Không lẽ trên thế gian này thật sự có vong hồn? Phần cuối cùng của khoa học chính là thần học. Con tự mình nghỉ ngơi đi, cậu ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì cứ kêu cậu. Lệ Quốc Minh trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Ông không sợ tôi chạy sao? Lệ quốc minh hắng giọng lạnh lùng, chỗ này là lầu ba, không sợ chết thì cứ mặc sức mà chạy. Sau khi lệ quốc minh ra ngoài, Tô Yên nở một nụ cười, thì ra mẹ chính là điểm yếu của lệ quốc minh. Tất cả những thứ vừa rồi đều là do cô cố ý mê hoặc để hù dọa lệ quốc minh. Nếu như là người khác thì nhất định sẽ không tin, nhưng trong lòng của lệ quốc minh có quỷ, ông ta nhất định sẽ kiêng kỵ. Tô Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi cũng không biết Lục Cận Phong có thể tìm ra cô không. Đêm nay Tô Yên không dám ngủ, cô nhích người dựa vào đầu giường. Bất cứ lúc nào cô cũng phải đề phòng Lệ Quốc Minh. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lệ Quốc Minh đã bưng một phần hoành thánh luộc đến. Phía sau còn có một người đi theo, là Ngô Sở Long. Tô Yên cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc Lệ Quốc Minh và Ngô Sở Long có quan hệ gì, thật sự chỉ là quan hệ cha nuôi con nuôi thôi sao? ăn đi lệ quốc minh để diễu hành thánh xuống không đói tô yên rất đói nhưng cô đâu có dám ăn đồ ăn mà lệ quốc minh đưa tới năm đó mẹ bị ông ta lừa uống thuốc phá thai khó mà đảm bảo lịch sử sẽ không tái diễn lệ quốc minh cười khẩy một tiếng sợ cậu bỏ thuốc sao ngô sở long nói tôi yên cô đừng có không biết tốt xấu cha nuôi tự mình đi mua đó mau ăn cho tôi tô yên nhếch nhếch môi nói với giọng mỉa mai, làm chó mà cũng vui vẻ vậy à. Dám thử nói thêm câu nói đó thêm lần nữa đi, cô vẫn còn thật sự cho mình là thủ lĩnh của thiên lang sao, bây giờ cô chẳng qua chỉ là. Ngô Sở Long còn chưa nói hết câu thì trong phòng đã vang lên một tiếng bàn tay chát chúa. Lệ Quốc Minh vung tay tắt qua, Ngô Sở Long trực tiếp xoay một vòng, ngây đơ ra. Ngô Sở Long ngơ ngẩn sờ tay lên mặt, cha nuôi, cha đánh con làm gì chứ, con đang dạy dỗ tội yên thay cho cha mà còn tới phiên mày dạy dỗ nó hay sao, cút ra ngoài cho tao. Như bọn người của lục cận ngôn đi qua nước gờ đi. Dạ, ngô sở long không cam tâm bỏ ra ngoài. Trong lòng tôi yên đánh lô tô, đột nhiên cảm thấy tiêu rồi, bây giờ cô chỉ hy vọng lục cận phong đừng mắc mưu. Lệ quốc đồng nói với vẻ hung thần, ăn hoành thánh rồi, cậu dẫn con đi đến nghĩa trang bái tế mẹ con. Tôi không đói. Vậy được, bây giờ đi đến nghĩa trang luôn. Đại ca lệ, Ông còn mặt mũi đến trước mộ của mẹ tôi sao?" Lời nói của Tô Yên khiến cho Lệ Quốc Minh nhớ đến cái chết của Lệ Uyển, tâm trạng nhất thời kích động, "Không phải cậu hại chết mẹ con, đó là do em ấy tự mình chọn lựa. Ai kêu em ấy chọn Tần Trấn Lâm, ai kêu em ấy bỏ trốn, gả cho cái tên Tô Đình Nghiêm bất lực kia chứ?" Bi kịch của mẹ tôi đều là do một tay ông gây nên. Ông chính là kẻ cầm đầu. Tô Yên nhớ đến bức thư mà mẹ để lại, Nỗi oán hận trong lòng với Lệ Quốc Minh càng thêm sâu nặng, trước nay cô chưa từng hận người nào đến như vậy cả. "Cậu đã từng cho em ấy lựa chọn." Lệ Quốc Minh nhấc Tô Yên lên, "Tiểu Yên, cậu thật sự rất thương yêu con." Sau khi chúng ta đi đến bái tế mộ của mẹ con xong, cậu sẽ dẫn con đến một nơi, một thế giới thần tiên, ở đó chỉ có hai chúng ta. Tô Yên xoay mặt đi với vẻ chán ghét, thật là biến thái. Lần này bất luận Tô Yên có khiêu khích Lệ Quốc Minh thế nào ông ta cũng nhẫn nhịn không nói tiếng nào. Bên dưới nhà nghỉ có một chiếc xe van cải trang biển số giả. Lệ Quốc Minh cởi dây trói trên chân cho Tô Yên, nhưng không mở trói tay, chỉ lấy một cái áo đắp lên, người ngoài cũng không thể nhận ra. Tô Yên không có cơ hội bỏ chạy, nhìn thấy bà chủ nhà nghỉ cũng không dám kêu cứu, bởi vì Lệ Quốc Minh đang cầm một con dao dí vào lưng cô. Lúc đi Bà chủ nhà nghỉ nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh ghé lại. Tô Yên cười cười với bà chủ, "Bà chủ à, sợi dây chuyền trên cổ bà thật là đẹp." "Ông nhà tôi mới mua cho tôi đó." Bà chủ nghe khen thì mở cờ trong bụng, ấn tượng với Tô Yên càng sâu thêm mấy phần. "Đi thôi." Lễ Quốc Minh lo lắng Tô Yên làm hỏng chuyện liền nhắc nhở, "Đừng có dở trò." Đầu óc của Tô Yên rất linh hoạt, lắm mưu nhiều kế, Lễ Quốc Minh không thể không cẩn thận. Tô Yên trêu chọc nói, thời gian vẫn còn sớm mà, sớm vậy mà đến viếng mộ của mẹ tôi, có thể mẹ tôi còn chưa ngủ dậy. Tô Yên cố ý nói lớn tiếng. Tô Quốc Minh, bà chủ à, lần sau tôi lại đến ủng hộ bà làm ăn. Tô Yên cười rồi lại nói thêm một câu, đúng rồi, tối qua trong phòng rất bừa bộn, vất vả cho bà chủ dọn dẹp rồi. Nên làm mà, con người bà chủ rất hiền hòa. Lệ Quốc Minh tóm lấy Tô Yên kéo lên chiếc xe van tôi yên cười mỉa mai, tôi chỉ nói vài ba câu với bà chủ thôi mà, ông lo lắng như vậy làm gì chứ? Chẳng phải ông không sợ hay sao? Lên xe, Lệ Quốc Minh đẩy cô lên xe. Bà chủ ló đầu ra liếc nhìn, vừa khéo nhìn thấy Lệ Quốc Minh thô bạo đẩy Tô Yên lên xe. Đàn ông gì vậy chứ, hung dữ như vậy. Sau khi chiếc xe van đi rồi, bà chủ mới lên lầu dọn dẹp vệ sinh. Nhà nghỉ chỉ làm ăn nhỏ ở địa phương, cho nên bà chủ vẫn luôn tự mình dọn dẹp vệ sinh để tiết kiệm chi phí. Có lẽ Tô Yên phải nên đặc biệt cảm ơn bà ấy, vì bà chủ đã chú ý nhiều lúc dọn dẹp căn phòng mà Tô Yên đã ở. Chẳng phải nói là trong phòng rất bừa bộn sao. Rất ngăn nắp sạch sẽ mà. Trừ dĩa hoành thánh chưa ăn trên bàn ra thì cũng không có gì cần phải dọn dẹp cả. Ra giường có hơi nhăn một tí, bà chủ thay ra giường ra để đem đi giặt thì bỗng nhiên chú ý đến vết xước rất rõ ràng trên đầu giường. Cái này là hình vẽ gì đây?" Bà chủ nói thầm, kê sát vào nhìn. Cái hình vẽ trên đầu giường có vẻ như là SOS. Đây chẳng phải là ký hiệu cầu cứu hay sao? Trong lòng bà chủ kêu đánh bộp một tiếng, nhớ đến những lời mà Tô Yên nói trước khi đi cùng với cảnh tượng cô bị đẩy lên xe một cách thô bạo. Không phải bị bọn buôn người bắt cóc chứ? Tín hiệu cầu cứu ở đầu giường là ký hiệu mà Tô Yên đã tốn cả đêm qua để khắc lên. Tay bị trói chặt, cô lê thân gắng gượng tìm được một cây kim trong phòng. Sau đó chậm chậm, không ngừng khắc lên trên đầu giường. Bà chủ vội vã chạy xuống lầu, báo cảnh sát đi, ông xã à, cô gái ở trên lầu ba bị bọn buôn người bắt cóc rồi. Sau khi bà chủ báo cảnh sát, chưa đầy mấy phút tin tức đã truyền đến tai lục cận phong. Tìm kiếm cả một đêm cuối cùng cũng có manh mối rồi. Vì để tìm kiếm Tô Yên, Lục Cận Phong không bỏ qua bất cứ một tin tức nào, cũng gọi cho phía cảnh sát thăm dò, không bỏ qua bất cứ bản án mất tích nào cả. Lục cận phong vội vàng chạy đến nhà nghỉ, tìm tới bà chủ và đưa bức hình cho bà ta xem, người bị bắt cóc có phải là cô ấy không. Tô Yên có dáng vẻ xinh đẹp khiến cho người ra đã gặp là khó quên, cộng thêm cố tình tán dóc mấy câu nên bà chủ có ấn tượng rất sâu đậm. Đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ấy ở cùng với một người đàn ông, người đàn ông đó rất hung hãn, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Tôi phát hiện ra tín hiệu cầu cứu ở trong phòng là lập tức báo cảnh sát ngay. Lục Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, bà có biết bọn họ đi đâu không, đi về hướng nào vậy? Bà chủ suy nghĩ một lúc rồi nhớ đến câu nói của Tô Yên, đúng rồi, hình như bọn họ muốn đi đến nghĩa trang bái tế, tôi nghe cô gái đó nói là muốn đi bái tế mẹ của cô ấy. Chương 243, lâu doanh đánh người đến khóc. Lục Cận Phong không biết phần mộ của mẹ Tô Yên ở đâu nhưng chuyện này đơn giản chỉ cần hỏi thăm là biết. Hỏi ai? Đương nhiên là hỏi Tô Đình Nghiêm là hiệu quả nhất. Lục Cận Phong gọi ngay cho Tô Đình Nghiêm. Mà lúc này Tô Đình Nghiêm lại đang tế bái ở trước phần mộ của Lệ Uyển, ông ta nghĩ Tô Yên kết hôn nên đến hóa một ít giấy tiền cho Lệ Uyển, thông báo cho bà ấy chuyện kết hôn, nhân tiện nói chuyện phiếm. Còn về chuyện Tô Yên bị bắt cóc, Tô Đình Nghiêm vẫn chưa biết. Tô Đình Nghiêm vừa nhóm lửa hóa giấy tiền thì tiếng điện thoại vang lên nhìn thấy tên hiển thị là con rể. Sau khi Tô Đình Nghiêm hết bất ngờ thì nở một nụ cười, nói với phần mộ của Lệ Uyển, Tiểu Uyển à, bà thấy chưa, con rể chúng ta điện đến này, giấy tiền vừa đốt bà dùng tạm đi mua chút điểm tâm mà ăn, tôi nhận điện thoại của con rể đã. Tô Đình Nghiêm không bắt máy luôn, mà lấy cái mác bố vợ làm giá đeo lên, miễn cho bị nói là quá nịnh bợ con rể, đợi thêm vài giây nữa. Nếu Lục Cận Phong mà biết Tô Đình Nghiêm cố ý chỉ hoãn tiếp nhận điện thoại, Sắc mặt sẽ vô cùng tức giận. Tô Đình Nghiêm thấy thời gian đã đến, cũng không thể quá rẻ rặt, bấm nút nghe, "Con rể hả, tìm cha sớm như vậy có chuyện gì sao?" "Phần mộ của mẹ vợ ở đâu?" Lục Cận Phong không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề, lại nói thêm, "Mẹ của Tô Yên." Tô Đình Nghiêm buồn bực, mới sáng sớm, không chào hỏi cha vợ mà ngược lại đi hỏi phần mộ của mẹ vợ đã khuất. Ở ngã tư đường đồng nhạc, con rể con biết cha đang ở mộ phần của mẹ tiểu yên hóa giấy tiền nên con cố ý gọi tới hỏi thăm sao cha đang ở ngoài mộ lục cận phong sửng sốt một chút đang ở vừa mới tới điều này đúng là trùng hợp cha nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi con lập tức tới đó lục cận phong lo lắng chuyện tô yên bị bắt cóc sẽ làm tô đình nghiêm sợ hãi nên cũng chưa nói sự thật cho ông ta biết tính toán thời gian lễ quốc minh mang theo tô yên đến nghĩa trang cũng sắp đến rồi nếu như đụng phải đoán chừng sẽ có chút rắc rối lục cận phong nhanh chóng lái xe đến ngã tư đường đồng nhạc vạn nhất người đi cùng anh nói thật đúng là thần kỳ tô đình nghiêm lại ở nghĩa trang gọi điện đi báo cho hạ vũ mang thêm mấy người đến nghĩa trang tụ hợp được may lần này nhờ sự khôn khéo của chị dâu đã để lại manh mối nếu không cũng không thể tìm được người nhanh như vậy cùng lúc đó bên phía lâu doanh cô ấy và bạch phi minh đã bắt được ngô sở long sau khi đánh một trận tơi bời ép hỏi tung tích của lệ quốc minh mặt mũi ngô sở long bầm dập đã bị đánh đến phát khóc hai bà cô ơi tôi chỉ biết nhiều đó thôi sau khi cha nuôi mang tôi yên rời khỏi khách sạn tôi cũng không biết họ đi nơi nào lâu doanh xoa tay liếc nhìn bạch phi minh xem ra tôi ra tay không đủ nặng lên đi năng lực chấp hành của bạch phi minh rất mạnh một tay nắm chặt lấy quần áo của ngô sở long một tay vung lên đánh một quyền a à, đừng đánh mặt đừng đánh mặt, tôi sẽ trở mặt đấy. Anh trở mặt một cái tôi xem nào. Lâu doanh lấy ra một củ hành, kỹ thuật dùng dao rất tốt, cắt thành từng lát mỏng, mùi hành sông lên tận mũi. Ngô Sở Long có một linh cảm không tốt, hai người muốn làm gì? Lâu doanh cười ngây ngô, cho anh một chút hương vị. Nói xong, Lâu doanh đè Ngô Sở Long lại, nhét lát hành vào trong lỗ mũi của Ngô Sở Long, sau đó lại bôi lên mắt vài lần. Lần này, Ngô Sở Long thực sự khóc. Đôi mắt đỏ lên như mắt thỏ, nước mắt lưng tròng, trong lỗ mũi nhét đầy hành nên rất khó chịu, hít thở cũng không thoải mái. Chiêu này quá độc ác. Tôi nói, tôi nói còn không được sao? Trước đó tôi nghe cha nuôi nói muốn đi tế bái lệ huyền, tôi đoán họ có thể sẽ đi nghĩa trang. Bạch Phi Minh không nhịn được cười, giơ ngón cái lên với Lâu Doanh. Cậu học được chiêu này ở đâu vậy? Học với tiểu bảo đấy. Từ hãy nói, rất cay mắt đấy. Lâu Doanh bĩu môi. Nhìn ngô sở long, nói sớm không phải xong rồi sao, lại còn phải để bà đây dùng tuyệt chiêu, đàn ông các người đúng là rẻ mạt. Ngô sở long không hiểu, vô thức hỏi lại có ý gì. Hèn hạ, ngô sở long, có thể lấy hành trong lỗ mũi tôi ra hay không, tôi đã nói hết tất cả rồi. Anh đã nhìn thấy tôi giữ lời hứa bao giờ chưa? Lâu doanh cào nhau, tốt xấu gì hai chúng ta cũng quen biết lâu rồi, sao lại không hiểu tôi nhỉ? lâu doanh nổi tiếng làm việc theo tâm trạng và không đi theo lẽ thường đột nhiên lời nói của lâu doanh xoay chuyển anh giải thích rõ ràng chuyện của tô duy cho tôi tôi sẽ tha cho anh một mạng đại ca lệ chắc chắn không chạy thoát được một khi ông ta xa lưới thiên lang chính là thiên hạ của anh tôi và phi minh rời khỏi khoản mua bán này có làm không đây chính là một cuộc mua bán hời thế nhưng mà ngô sở long xoắn suýt tôi có thể tin cô sao hơn nữa không có các người thì vẫn còn Lương Văn Dũng, cha của anh ta là người cũ, nên có không ít tâm phúc, nếu cha nuôi xảy ra chuyện, tôi sẽ không còn chỗ dựa, trừ khi hai người giúp tôi nắm được thiên lang. Anh nghĩ đúng là đẹp. Lâu doanh cười lạnh một tiếng, anh ở trong tay tôi, lại còn dám cò kè mặc cả với tôi, anh là con khỉ ở trên trời phái xuống sao. Ngô Sở Long, câu này nghĩa là sao? Bạch Phi Minh nói, chập mạch. Phi Minh, trước tiên cậu cứ ở chỗ này trông chừng anh ta, mình đi đến Nghĩa Trang xem, đúng rồi, lúc nhàm chán, có thể mượn anh ta tiêu khiển, ở đây còn có chổi lông gà, cọ vào lòng bàn chân là ngứa nhất, không sợ anh ta không nói, còn có một túi hành, nếu anh ta không nói, thì lấy hành làm mặt nạ cho anh ta, còn có mù tạt, bôi lên mắt thì vô cùng phê. Ngô Sở Long, người đẹp lạnh lùng bạch phi minh cũng bị chọc cho bật cười, được. Nghĩa Trang, Tô Đình Nghiêm bị cuộc gọi của Lục Cận Phong làm cho chả hiểu chuyện gì ông ta tế bái vợ đã khuất, trốn cái gì mà trốn? Tô Đình Nhiêm cười cười, cũng không để trong lòng, tiếp tục hóa giấy tiền cho Lệ Huyền. Mà trong lúc này ở cửa nghĩa trang, Lệ Quốc Minh lái xe tải vào bãi đỗ xe, kéo Tô Yên ở trên xe xuống đi. Hôm nay không phải Tiết Thanh Minh, hầu như không có người đến tế bái, xung quanh vô cùng im ắng, lại còn là buổi sáng, sương sớm còn chưa tan, sắc trời còn hơi âm u. Tô Yên bị kéo đi, càng gần phần mộ của mẹ cháu, cháu càng cảm thấy trong người có đồ vật gì đó gần như không ép được nữa rồi. Tô Yên nói rất mơ hồ. Lệ Quốc Minh nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tô Yên, có phải lúc này cháu rất muốn gặp mẹ của cháu hay không? Rất muốn, còn rất muốn khóc. Tô Yên nhìn về phương hướng phần mộ của mẹ, toàn thân phát run, lẩm bẩm nói, anh cả, hình như em sắp đến nhà rồi, anh thực sự đi theo em rồi đây chính là nghĩa trang lời nói này của tô yên đã khiến cho lòng bàn tay của lệ quốc minh lạnh buốt tô yên cười u ám với lệ quốc minh sau đó đi về phía phần mộ trong miệng lẩm bẩm về nhà rồi anh cả đi vào nhà một chút nào đây là lần đầu tiên anh đến chỗ em gái em đi nấu cho anh bát mì nếu đổi thành người khác đã sớm bị dọa cho đái ra quần rồi tô yên đi vài bước thấy lệ quốc minh không đuổi kịp quay người nâng tay bị trói lên ngoắc tay anh cả đến đây ở ngay phía trước thôi. chương 244, ăn một cước đạp. Một cơn gió lạnh thổi qua. Lệ Quốc Minh dùng mình một cái. Đây chính là nghĩa trang đấy, phần mộ của Lệ Uyển ở ngay phía trước. Hiện tại Lệ Quốc Minh thấy Tô Yên càng thấy khiếp sợ một cách không thể giải thích được. Ông ta hận không thể ngay lập tức bỏ chạy. Tô Khanh cười đến mức âm khí mù mịt, thấy Lệ Quốc Minh sợ hãi, cô quay người lại tiếp tục đi về phía trước, vụng trộm thở phào nhẹ nhóm, cô ước gì lệ quốc minh đừng đuổi theo mình tô yên vừa đi vừa để ý xem có người khác ở xung quanh không để xin giúp đỡ cô đã tính toán khoảng cách nếu lệ quốc minh không dám đi lên cô sẽ tìm cơ hội để bỏ chạy ngồi chờ chết không phải là phong cách của cô lệ quốc minh vẫn đi theo đột nhiên sương mù bay đi đây là một hiện tượng lạ sương mù không tiêu tan mà lại tụ lại tô yên càng đi về phía trước trong lòng cô cũng có chút sợ hãi trong lòng không ngừng cầu nguyện mẹ, đây chính là địa bàn của mẹ, mẹ nhất định phải bảo vệ con. Cách phần mộ của mẹ còn hơn 10 mét, Tô Yên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Đình Nghiêm. Mới sáng sớm, Tô Đình Nghiêm đến đây làm gì? Chẳng lẽ, thật sự nhìn, thấy cái gì rồi? Có một cảm giác ớn lạnh ở sau gáy. Nhưng khi đến gần lại không thấy Tô Đình Nghiêm nữa, chỉ là trước mộ còn có một ít giấy tiền chưa đốt hết. Ngọn nến vẫn còn đang cháy. Tô Yên nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai, cô nhìn chầm chầm vào lệ quốc minh, lại dùng mình một cái, cố ý giả vờ như vừa mới hồi hồn, giọng nói run run hỏi, vừa rồi cậu có nhìn thấy hay không? Ở trước mộ của mẹ cháu có người. Lệ quốc minh đi ở phía sau, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tô Yên, ông ta thực sự không thấy người nào, nhưng rõ ràng có người đang tế bái trước mộ của lệ Uyển. hơn nữa lại có hiện tượng tụ xương vừa rồi, trong lòng ông ta cũng bắt đầu sợ hãi. Tô Yên, cháu đừng có giả thần giả quỷ nữa, lúc thì mẹ của cháu nhập thân, lúc thì nhìn thấy có người, đừng dở trò bịp bợm với cậu. Lệ Quốc Minh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái gì mà mẹ cháu nhập thân, tại sao cháu lại không biết? Tô Yên ra vẻ mờ mịt, đại ca lệ làm nhiều việc trái với lương tâm, khi đến trước phần mộ của mẹ cháu thì trong lòng sợ hãi. Hơn nữa trước mộ mẹ cháu vẫn còn đống giấy tiền đang đốt đây này, cậu không nhìn thấy sao? Tô Yên vừa dứt lời thì có một cơn gió thổi qua, giấy tiền chưa đốt hết cùng với cho giấy bay hết về phía Lệ Quốc Minh. Nửa tờ giấy tiền chưa cháy hết dán lên trên mặt Lệ Quốc Minh, Tô Yên đột nhiên hô lên một tiếng, ái trà, cháu nhìn thấy mẹ cháu rồi, bà ấy đến tìm cậu kia. Tiếng hét này khiến Lệ Quốc Minh sợ tới mức đứt cả dây thần kinh, vội vàng vứt tờ giấy tiền trên mặt xuống, vô thức nói, tiểu huyền, anh không có hại em, anh thực sự không hại em. Chính em tự tìm đường chết đấy đợi đến lúc lệ quốc minh kịp phản ứng mới nhận ra mình bị tô yên lừa làm gì có lệ uyển lệ quốc minh thẹn quá hóa giận cậu nói rồi cậu không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mẹ của cháu vẻ mặt lệ quốc minh âm u bước nhanh đến trước phần mộ tay niết lấy bia mộ tiểu uyển em đừng có giả thần giả quỷ lệ quốc minh anh không làm chuyện gì trái lương tâm nên không sợ em đến tìm nhà hộ lệ nuôi dưỡng em vốn chính là để em làm vợ anh đấy nhưng hết lần này đến lần khác vừa ý tần chấn lâm còn mang thai con của ông ta, đây không phải là đội nón xanh cho anh sao, người đàn ông nào chấp nhận được chứ. Lệ Quốc Minh càng nói càng kích động, ôm lấy bia mộ của Lệ Uyển, thêm vào đó vừa rồi Tô Yên cố làm ra vẻ huyền bí, đã khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng của ông ta, cảm xúc của ông ta càng thêm kích động, ông ta dùng hành động này để che đậy sự sợ hãi của mình. Tiểu Uyển, tại sao em lại rời đi, chỉ cần bỏ đứa nhỏ đi thì anh vẫn sẽ lấy em, không có tần chấn lâm thì em chính là của anh, không, em vốn chính là của anh. Lệ Quốc Minh mất hồn mất vía, quỳ ôm lấy bia mộ, điên cuồng nói: Tiểu Huyền, em chết cũng không sao, mẹ nợ thì con trả, em không chịu lấy anh thì hãy để con gái của em gả thay em. Đây là em thiếu nợ anh, anh tốn một số tiền lớn để tìm được một chốn đảo nguyên, đến lúc đó sẽ mang theo Tô Yên, hai người sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, trong bụng của nó mang đứa con hoang, anh sẽ cho nó một bát thuốc phá thai, giống như năm đó đã cho em uống thuốc vậy. Lệ Quốc Minh nói xong thì nở nụ cười, là nụ cười âm trầm u ám, khiến cho người nhìn sởn hết cả gai ốc. Em yên tâm, lần này anh cam đoan sẽ xử lý sạch sẽ đứa bé trong bụng kia, chắc chắn sẽ không để cá lọt lưới, ha ha. Đúng là đồ biến thái. Tô Yên không lên tiếng, thừa dịp Lệ Quốc Minh không chú ý, chậm rãi lùi về phía sau, định chạy trốn. Tô Yên cẩn thận từng ly từng tí mà di chuyển bước chân, đột nhiên va phải một bức tường thịt, Trái tim cô bỗng nhiên siết lại, Tô Yên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Tô Đình Nghiêm, cô vừa mừng vừa sợ. Người vừa mới đến đúng là Tô Đình Nghiêm. Tô Yên nghĩ đến tình cảnh của mình, sợ Tô Đình Nghiêm bị cuốn vào, vội vàng nhỏ giọng nói, "Nhanh, đi mau." Với chỉ số thông minh của Tô Đình Nghiêm, hoàn toàn không kịp phản ứng, vừa rồi ông ta đang tế bái được nửa thì đột nhiên muốn đi vệ sinh, nên đi tìm một nơi gần đó để giải quyết. Khi quay về thì nhìn thấy Tô Yên ở đây còn ngạc nhiên nói, Tiểu Yên, sao con lại tới đây? Con đến tế bái mẹ con hả? Hôm nay là ngày bao nhiêu, vừa rồi con rể cũng gọi điện đến nói muốn đến, hai người các con cùng đến sao? Con rể đâu rồi? Nghe thấy Lục Cận Phong đã tìm được manh mối, Tô yên cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc vui vẻ, giọng nói của Tô Đình Nghiêm quá lớn đã kinh động đến Lệ Quốc Minh. Lệ Quốc Minh phát hiện Tô yên muốn chạy trốn, tức giận nói, cháu thật giống mẹ cháu, lắm mưu kế, vừa rồi cậu đã thông báo với Tiểu Uyển rồi, bây giờ có thể dẫn cháu đi rồi. Tô Đình Nghiêm mờ mịt, Tiểu Yên, cái người này là ai vậy? Đừng hỏi nữa, nhanh chóng chạy đi. Tô Yên còn không kịp để Tô Đình Nghiêm tháo dây thường buộc trên tay, tranh thủ thời gian chạy mới là điều cần làm bây giờ. Tô Đình Nghiêm không hiểu chuyện gì cũng chạy theo, Lệ Quốc Minh cầm dao đuổi theo. Tô Đình Nghiêm sống trong an nhàn sung sướng trở thành vật cản, chưa chạy được 10 mét đã ngã tô yên chỉ đành phải quay lại đỡ người đứng lên nhanh chóng chạy đi tiểu yên con chạy đi cha ở lại ngăn cản gã ta thôi bỏ đi cha đừng ra vẻ anh hùng ông ta là tên điên là một tên biến thái trước kia theo đuổi mẹ con con đang mang thai con nhanh chạy đi một tay tô đình nghiêm đẩy tô yên đi cha đi nói lý lẽ với người ta còn nói lý lẽ đây không phải là đưa đầu cho người ta sao tô yên không giữ chặt tô đình nghiêm Tô Đình nghiêm hiên ngang lẫm liệt xoay người đi về phía Lệ Quốc Minh, cười nói, ông anh này, có việc tốt cần thương lược, tiểu uyển cũng đã qua đời rồi, ông còn chấp nhất cũng không còn ý nghĩa gì. Cha, mau tránh ra. Tô Yên nhìn thấy con dao găm trong tay Lệ Quốc Minh, hoảng sợ hô to. Đợi đến lúc Tô Đình Nghiêm phát hiện ra, đã không kịp tránh nữa rồi. Người đã từng ngấp nghé tiểu uyển đều đáng chết. Lệ Quốc Minh cầm dao đâm về phía Tô Đình Nghiêm. Con dao trắng đi vào, con dao đỏ đi ra máu tươi rơi trên đất cha tô yên luống cuống sợ hãi hô to một tiếng cô không có chạy mà chạy ngược trở lại dùng hai tay đang bị trói đỡ lấy tô đình nghiêm đang ngã trên mặt đất hơn nữa chân mượn phản lực đá về phía lê quốc minh lê quốc minh phản ứng nhanh nhẹn lùi lại và né qua tô yên không đỡ nổi tô đình nghiêm tay tô đình nghiêm bụng lấy miệng vết thương ngã xuống đất máu tươi từ bụng chảy ra nhìn mà khiếp sợ đi Đi mau. Tô Đình Nghiêm thở từng ngụm, giọng nói còn xen lẫn sợ hãi, sợ hãi cái chết, ông ta không dám nhìn miệng vết thương. Tô Đình Nghiêm vốn luôn rụt rè và sợ phiền toái, vào giờ phút này, hình tượng của ông ta trong lòng Tô Yên hoàn toàn bị phá vỡ. Từ lúc cô có nhận thức đến nay, trong ấn tượng của cô, Tô Đình Nghiêm là một người lạnh lùng nghiêm khắc, không hề giống một người cha. Con nhà người ta bị bắt nạt, cha sẽ ôm con lại rồi nói, "Đi, đi tìm bọn họ tính sổ." còn cô thì sao chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mình cô đã hoàn toàn thất vọng về chữ cha này ngoại trừ cho cô cơm ăn chỗ ở tô đình nghiêm chưa cho cô được cái gì lần duy nhất tô đình nghiêm bảo vệ cô như một người cha là lúc ông ta đỡ nhát dao này vì cô cha người đừng sợ có con ở đây rồi con gái của cha rất giỏi sẽ không để cha có việc gì cha cũng phải cố gắng chịu đựng cha còn phải nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng con sinh ra để cho nó gọi cha một tiếng ông ngoại. Tô Yên cố gắng nở một nụ cười an ủi Tô Đình Nghiêm. "Tô Yên, đi theo cậu, nhanh lên." Lễ Quốc Minh tiến đến túm Tô Yên đi, chưa kịp chạm vào Tô Yên, ông ta còn chưa kịp nhìn thấy chân ai thì đã bị đá văng ra mấy mét. Chương 245: Vạn nhất bông hoa kỳ lạ. Lễ Quốc Minh ngã xuống đất, nhất thời cảm thấy xương cốt dạ yếu tan dã cả ra lúc ông ta nhìn rõ được người trước mặt chính là Lục Cận Phong thì bất chấp đau đớn mà bỏ chạy. Lục Cận Phong liếc nhìn hòn đá dưới chấn liền sút một cái, dùng lực rất mạnh, hòn đá văng vào chân của Lệ Quốc Minh, ông ta khom người rồi khuỵu một chân xuống đất. Hạ Vũ và Hạ Huy tiến lên bắt người lại. Lúc lâu doanh chạy đến cũng vừa đúng lúc Lệ Quốc Minh xa lưới, nhìn thấy Lệ Quốc Minh khó khăn chật vật, trong lòng cô ta cũng vui buồn lẫn lộn. Suy cho cùng thì đó cũng là người cậu đã nuôi dưỡng cô ta. Lệ Quốc Minh là người thân, Tô Yên cũng là người thân, lại cộng thêm những chuyện mà Lệ Quốc Minh đã làm, trong lòng của cô gái Cung Thiên Bình như lâu doanh bắt đầu nghiêng về phía Tô Yên. Tô Yên vội nói, Lục Cận Phong, mau đưa cha em đến bệnh viện. Tô Đình Nghiêm đã ngất đi vì mất máu quá nhiều khiến cho Tô Yên càng thêm sốt ruột. Lục Cận Phong ôm Tô Đình Nghiêm lên, chạy nhanh về phía xe hơi, Hạ Vũ và Hạ Huy vẫn còn có vạn nhất ở lại giải quyết hậu quả vạn nhất thở dài một tiếng, đưa ông ta đến cục cảnh sát. Tốt xấu gì thì lệ quốc minh cũng đã từng là một nhân vật có máu mặt, hôm nay phải xa suốt đến kết cục này, trong lòng vạn nhất cũng thấy thổn thức không thôi. Dạ, anh vạn, hạ vĩ và hạ huy áp giải người đi. Điều kỳ lạ là lệ quốc minh không hề kêu rên nửa lời. Lúc lâu doanh đi ngang qua chỉ nhìn nhau có vài giây. Lâu doanh đứng nhường sang một bên, nhìn lệ quốc minh bị dẫn đi với tâm tình phức tạp, chỉ dựa vào những thứ mà lệ quốc minh bán ra đã đủ để ông ta phải bị tù trung thân rồi. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta bán hàng lậu. Một khi đã vào tù rồi, những gì mà lệ quốc minh đã làm năm xưa nhất định sẽ bị phanh phui ra, mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sương mù buổi sáng tản đi, ngọn nến trước mộ lệ uyển đã tắt rồi, bức di ảnh bên trên bia mộ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trong nghĩa trang chỉ còn lại vạn nhất và lâu doanh lần này lâu doanh cũng không còn kiếm chuyện với vạn nhất nữa thậm chí còn không thèm liếc nhìn đã xoay người ra ra khỏi nghĩa trang đột nhiên vạn nhất cảm thấy không quen với một lâu doanh ú rũ như vậy liền chạy lên bà chăn lửa đi nhanh như vậy làm gì chứ chị em tốt của cô không đi cùng sao lâu doanh liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh thấu xương tâm trạng không tốt đừng có chọc tôi nhìn ra rồi trên mặt cô viết ba chữ lớn đừng có chọc tôi kia kìa vạn nhất cười phong độ có muốn đi uống một ly không tôi mời đưa ra đề nghị như vậy đến bản thân vạn nhất cũng tự cảm thấy bất ngờ anh ta nhất định là chạm mạch rồi nhưng rồi nghĩ đến chuyện dựa vào tính cách hận không thể đánh gãy chân mình của lâu doanh thì chắc chắn sẽ không đi anh ta cũng cảm thấy yên tâm rồi ai mà ngờ lâu doanh liếc nhìn anh ta một cái rồi nói chắc chắn nha anh mời đi thôi vạn nhất sao anh ta đột nhiên có cảm giác như là tự mình đào hố cho mình vậy nè. Lâu doanh đi trước, nhìn thấy vạn nhất không đi theo, liền cười mỉa mai, hối hận rồi à. Không dám mời sao. Đi, một ly rượu thôi mà, vẫn mời được. Hai tiếng đồng hồ sau, vạn nhất đã bị câu nói này vả mặt rồi. Anh ta dẫn lâu doanh đi đến quán ba dưới trướng của vạn thị, hoạt động 24 phần 24. Vạn nhất khí thế hừng hực kêu người ta dọn một bàn rượu ngon, kết quả bị lâu doanh uống cạn sạch. Cô đưa chai rượu trống không nói, thêm mấy chai nữa đi, lấy loại rượu ngon ấy, đừng có lấy mấy loại rượu giỏm ra lừa tôi. Vạn nhất hít mắt lại, giờ khóc giờ cười, mấy chai rượu mà cô uống cộng lại sắp hơn 10 triệu rồi. Lần này anh ta thật sự bị hút máu rồi. Một chai rượu trên chục triệu mà lâu doanh không hề sốn mắt uống cạn sạch, gương mặt không đỏ lên chút nào. Lừa ai chứ, tôi thấy toàn là rượu giả, không có chút cảm giác nào cả, hầm rượu ở đâu tôi tự đi chọn chỗ này của tôi đều là rượu thật giá thật vạn nhất ngược lại thật sự muốn xem tử lượng của lâu doanh liền nói đi tôi dẫn cô đi xuống hầm rượu uống cho đã vạn nhất giơ tay kéo lấy tay lâu doanh đây quả là hành động theo quán tính anh ta cũng không nghĩ nhiều cũng không xem lâu doanh là đàn bà con gái hoàn toàn xem như là anh em lúc hai người chạm tay vào nhau lâu doanh cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cả người trong lòng cô có chút hoảng loạn cảm giác cứ như là nai con loạn choạng. Nhưng với một người đã lâu chưa từng trải qua tình trường như lâu doanh, phản ứng trong giây phút đó là gì? Một người già quá lứa chưa có người yêu như Vạn Nhất lại càng như là một tờ giấy trắng. Tôi tự đi. Lâu Doanh bỏ mặc Vạn Nhất, tự mình đi về phía trước. Vạn Nhất kinh ngạc phát hiện, ủa, cô uống nhiều rồi à? Đỏ mặt rồi. Anh nhìn nhầm rồi, tôi không có uống nhiều. Bước đi của Lâu Doanh vẫn rất vững. Trông không có vẻ là uống nhiều. Còn về phần mặt đỏ lên, bản thân Lâu Doanh cũng không biết tại sao gò má lại đỏ. Đi đến hầm rượu, Lâu Doanh đi thẳng đến lấy rượu, dù sao thì đây cũng là nhà của Vạn Nhất, cô không cần phải khách sáo. Lâu Doanh chọn lựa được một chai rượu mà Vạn Nhất cất giấu kỹ lưỡng, Vạn Nhất vội vàng ngăn lại, không thể uống chai rượu này được. Còn chưa nói dứt lời đã bị Lâu Doanh mở nắp ra rồi, hào sảng uống một ngụm. Chai rượu này không chỉ mắc tiền, hơn nữa còn được thêm nguyên liệu lâu doanh liếm liếm môi đây mới là rượu ngon tên keo kiệt anh mời tôi đến uống rượu còn giấu rượu ngon đi anh yên tâm lâu doanh tôi xưa nay không uống chùa đồ của người khác đâu lát nữa tôi uống bao nhiêu anh cứ tính tiền là được rồi bà cô đây có tiền trong ngân hàng thụy sĩ của tôi có tôi không nói cho anh uống biết bao nhiêu là rượu sao có thể thật sự không có cảm giác được lâu doanh ngồi xuống đất xuống như là một nữ hiệp giang hồ, kê chai rượu vào miệng mà uống, khi thế hừng hực lại lộ ra vài phần hồn nhiên. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, chai rượu này tôi định tặng quà cưới cho hôn lễ của chị gái cô, tôi đã thêm chút hít đồ vào trong đó. Nghe đến đây, lâu doanh phun một ngụm rượu ra, anh bỏ cái gì vào rồi hả? Vạn nhất gái gái ấn đường, ngại ngùng nói, thêm một chút thứ làm cho vợ chồng hưng phấn. Ủa ủa ủa, lâu doanh vội vàng ói ra nhưng đáng tiếc rượu đã vào trong rồi có ói cũng không ra được vạn nhất đáng chết anh cố ý hại tôi mà tôi đã biết là anh không tốt lành gì rồi mời tôi uống rượu thì là là đã có sẵn chủ ý với tôi rồi vạn nhất cảm thấy vô cùng ấm ức chai rượu này là do cô tự chọn mà mấy ngàn chai rượu ai kêu mắt cô độc như vậy chọn đúng ngay chai rượu tặng cho tân hôn của chị cô tôi đã ngăn cản rồi chỉ tại cô uống nhanh quá còn trách ai nữa anh không yên với tôi đâu lâu doanh nổi điên lên buông chai rượu xuống đứng dậy muốn đánh người vừa mới đứng dậy lâu doanh đã thấy toàn thân nóng rang lên chết tiệt thuốc phát tác rồi vậy phải làm sao đây vạn nhất nhất thời cũng không biết phải làm sao đi bệnh viện lâu doanh nghiến răng chịu đựng mất mặt quá đi mất tôi không đi đâu vạn nhất lại đưa ra đề nghị vậy tôi tìm cho cô vài người đàn ông lâu doanh tức giận anh còn muốn hại tôi Tên Vạn Nhất đáng chết, bỏ thuốc mạnh như vậy, anh có ý gì đây hả? Tôi chỉ đùa thôi mà, ai mà biết cô suối quẩy như vậy chứ." Vạn Nhất lại nói, "Chờ đã, tôi gọi điện thoại hỏi Sa Thành Nghị một chút, anh ta nhất định có cách." "Mau lên đi." Lâu Doanh ôm chặt lấy mình, cắn răng chịu đựng. Vạn Nhất vội vàng gọi điện thoại, Sa Thành Nghị vừa mới làm phẫu thuật cho Tô Đình Nghiêm xong, đang rửa tay thì nhận được điện thoại của Vạn Nhất, cảm thán, "Mấy người các anh không thể cho tôi nghỉ ngơi một lát hay sao?" muốn tôi mệt chết hả chuyện cấp bách có cách nào có thể giải được cái loại thuốc đó không thuốc là do cậu bào chế chắc chắn cậu có cách ai xui xẻo uống phải vậy sa thành nghị vẫn còn rất hiếu kỳ lâu doanh sa thành nghị bỗng tỉnh ngộ nói trong sự đau khổ của kẻ khác hai người các người đi với nhau từ bao giờ vậy cô ta cứ luôn tới kiếm chuyện với anh còn chẳng phải là vừa khéo cho anh cơ hội à cơ hội gì chứ vạn nhất quả thật là một chú thỏ trắng thấy thịt tươi mà còn là thịt tươi chưa qua sử dụng. Sa Thành Nghị: Vạn nhất à, anh có phải là đàn ông không hả? Thật sự là một bông hoa kỳ lạ đó, chẳng phải anh là thuốc giải hay sao? Sa Thành Nghị không nhịn được mà chê bai, nếu như anh thật sự không được, vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Tôi bận rồi, cúp máy trước đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. hết tập 14.